Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 121 nàng quá thích. Trong phòng tắm hơi nước không ngừng bốc lên sữa tắm mùi hương cùng nữ hài tử mùi thơm của cơ thể hỗn hợp ở bên nhau, làm người hoa mắt say mê. Lục thầm yến một tay đem nam dạng gông cùng xiền xích trong ngực trung, mặt mày thâm trầm mà nhìn nàng cười nhẹ một tiếng. Khó được dạng dạng như vậy chủ động, ta đương nhiên cũng đến hảo hảo đáp lại một chút. Không đợi nam dạng ra tiếng phủ nhận, nam nhân cúi đầu liền dùng sức mà hôn lên nàng, ác liệt mà đoạt lấy nàng hơi thở. Tên hỗn đảng này, chủ động đến tột cùng là ai? Nam Dạng bị Lục Thầm Yến từ tính dễ nghe tiếng nói liêu đến một trận mặt đỏ tim đập. Trong miệng cũng bị hắn giảo đến thất điên bát đảo. Toàn bộ đầu đều sắp loạn thành một đoàn hồ nhão. Ngô. Hôn môi tiếng vang ở hẹp hòi trong phòng tắm quanh quẩn, động tĩnh đại đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Nam Dạng khởi điểm còn có thừa lực phản kháng một chút, nhưng thân 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 mình cũng không tự giác mềm đi xuống. Nữ hài tử mềm mại vòng eo hạ sụp cùng lục thầm yến tinh thật hữu lực thân hình dính sát vào dựa vào cùng nhau. Mơ mơ màng màng trung, một loại dị thường xúc cảm đột nhiên truyền tới. Nam dạng hỗn độn đại não bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, nhạy bén mà ý thức được, lại không thu tay nàng chỉ sợ thật sự muốn nguy hiểm. Lúc này phía sau tắm vòi sen đầu đột nhiên vang nhỏ vài tiếng, nước ấm tí tách tí tách mà sái xuống dưới. Nam dạng vội vàng nhân cơ hội đem lục thầm yến cấp đẩy ra, khuôn mặt hồng thấu. Nàng nhỏ giọng nói, ta như bây giờ cũng không quá thoải mái, ngươi trước buông ta ra, làm ta tắm rửa được không? Lục thầm yến cũng chưa nói hảo hoặc không tốt, chỉ là chấp khởi nàng mảnh khảnh tay thưởng thức vài cái. Đưa đến bên môi ấn tiếp theo cái khẽ hôn. Trung quanh kích động không khí đi theo bình tĩnh trở lại. Nam dạng thấy thế cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa định muốn mở miệng kêu nam nhân trước đi ra ngoài kia. Lại đột nhiên lại bị lục thầm yến ôm quá vòng eo, chặn ngang ôm lên. Thật vất vả làm lạnh xuống dưới nhiệt độ cơ thể nháy mắt bốc lên dựng lên, nam dạng cảm thụ được kia chỉ ấn ở nàng trên eo bàn tay to, nhịn không được đem mặt vùi vào lục thầm yến cánh tay, vô lực mà than nhẹ một tiếng. Ngô! Lục thầm yến nện bước trầm ổn, bước một đôi chân dài, hai ba bước liền đi tới trong phòng tắm sườn. Ngăn cách cửa kính một quang, mờ mịt sương mù theo sát trở nên càng thêm nồng đậm. Như vậy nửa che nửa lộ thị giác hiệu quả, càng là lưu luyến kiều diễm. Nước ấm từ đỉnh đầu vòi hoa sen không ngừng sái lạc, nam dạng mới vừa bị phóng tới trên mặt đất, liền cả người nhũng ra mà dựa vào lạnh lẽo gạch men sứ thượng. Nàng đôi mắt ướt dầm về, như là bị kinh thỏ con dường như, thanh tuyến lại kiều lại mềm mà nhỏ giọng xin tha, lão công, ngày mai còn có việc phải làm đâu, hôm nay liền đến nơi này được không? Lục thầm yến thon dài chân chậm rãi thượng di, chống đỡ nam dạng trọng tâm, đem người để ở trên tường rồi sau đó hắn giơ tay nắm nàng cầm, lại một lần hôn lên nàng khóe môi. Yên tâm, sẽ không làm ngươi khó chịu. Trầm thấp thở dốc ở trong phòng tắm quanh quẩn, tô đến làm người chân mềm. Một giọt thủy theo nam nhân đường công ưu việt mặc bộ đường công chảy xuống, chậm rãi thấm vào hắn cổ áo. Sơ mi trắng dần dần bị đánh đến ướt đẫm, mơ hồ có thể thấy nam nhân độc cụ lực lượng hình cơ bắt đường công. Ngực bụng cơ khối lũy rõ ràng, cánh tay càng là hữu lực đến hóc mon bạo lều lục thầm yến trên người nhiệt độ cơ thể năng đến nam dạng phản phất sắp hóa nàng bất lực mà nhỏ giọng nức nở cả người leo lên ở trong lòng ngực hắn không có hắn chống đỡ căn bản đứng không vững không không cần nam dạng đáy mắt đã là nổi lên từng trận thủy quan nàng liều mạng mà cung sống lưng phản phất chỉ cần như vậy là có thể đủ từ trước mắt loại này muốn mệnh mất khống chế cảm trung tránh thoát ra tới hai làng môi tách ra khi lục thầm yến sâu thẳm tầm mắt còn dừng lại ở nàng môi đỏ thượng. Hắn cũng không có ngăn lại nàng động tác, chỉ là bàn tay to ấn ở nàng đơn bạc trên sống lưng đình trệ bất động, dùng một loại đen tối ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Không thích. Độc thuộc về thành thục nam tính tiếng nói ở bên tai quanh quẩn, nam dạng như là uống say dường như. Nàng tinh xảo trên mặt che kính rặng mây đỏ, rồi lại nức nở một câu đều nói không nên lời. Không, là quá thích nàng không rõ một cái hôn như thế nào có thể làm chính mình biến thành như vậy như là lên tới đám mây dường như toàn thân đều ở khát vọng muốn hòa tan tiếng nam nhân ôm ấp bên trong lục thầm yến đem nam dạng mê ly thần sắc thu hết đáy mắt thâm thúy hắc mâu trung nhiễm vài phần sung sướng nam nhân cười nhẹ thu nạp cánh tay đem nữ hài tử lại một lần cuốn vào trong lòng ngực đồng thời gần như than thở mà mở miệng khen thật ngoan nam dạng run rẩy một cái chớp mắt như là đã chịu cái gì mê hoặc dường như. Nàng cầm lòng không đậu mà nhón chân ôm vòng lấy lục thầm yến cổ, chủ động đưa lên chính mình môi đỏ. Mềm mại mảnh khảnh ngón tay dọc theo nam nhân trên cổ trán khởi gân xanh không ngừng miêu tả, lại thực mau bị nắm lấy, nắm tiếng lòng bàn tay. Nam nhân thô lệ đầu ngón tay xẹt qua nàng mu bàn tay, lại chỉ dẫn nàng, cho hắn giải khai dây lưng thượng kim loại khấu hoàng. Trong phòng tắm sương mù nháy mắt lớn, đem cửa kính nội sở hữu hết thảy đều che đậy đến kín mít. Cuối cùng một giọt nước ấm đều bị dùng hết. Chờ đến nam dạng mơ mơ màng màng mà bị ôm ra phòng tắm thời điểm, đã vô lực đến liên thủ chỉ đều nâng không nổi tới. Lục thầm yến trực tiếp từ phòng tắm đem khăn lông cùng máy sấy lấy ra tới, bận rộn trong ngoài mà hầu hạ hắn tiểu thê tử. Nam dạng này sẽ vây được đôi mắt đều không mở ra được, hai cái đùi càng là cùng mới vừa phách quá xoa dường như, lại rung lại mềm không có sức lực tới nàng chỉ có thể mềm mại mà ngồi ở trên ghế, tùy ý lục thầm yến đùa nghịch cho nàng thổi tóc. Ảnh ngược ở trong gương mỹ nhân rủ mảnh dài lông mi, mặt mày biểu tình quể oải, đuôi mắt lộ ra một mặt ửng đỏ, rồi lại bằng thêm vài phần kiều mị. Này hai loại hoàn toàn bất đồng biểu tình ở nam dạng trên mặt rồi lại cũng không có vẻ không khỏe. Chỉ làm nàng thoạt nhìn buồn ngủ lười nhát đến giống chỉ kiều vũ miêu. Nam dạng này phó mắt mang xuân tình bộ dáng càng thêm động lòng người, lục thầm yến chỉ là xem một cái, ánh mắt liền trầm xuống dưới. Nam nhân khớp xương rõ ràng bàn tay to hoàn toàn đi vào nam dạng phát gian, theo nàng đen nhánh nhu thuận sợi tóc chậm rãi trượt xuống. Nam dạng cầm lòng không đậu mà theo hắn sức lực sau này đảo đi, dựa ở hắn trong lòng ngực, liền một chút phản kháng sức lực đều không có. Nữ hài tử trắng nõn vành tai nhiễm một mạc hồng nhạt. Như là chính thủy mật đào mê người đến cực điểm. Lục thầm yến vốn là không có hoàn toàn tận hứng này sẽ cưỡng chế đi ý niệm tức khắc lại có ngon que rụt rịch xu thế. Chương 122 lục thầm yến đoán được nam dạng có bí mật. Cố kỵ đến nam dạng thể lực vấn đề, lục thầm yến không bỏ được tiếp tục lăn lộn nàng. Chỉ là chất chứa ở cặp kia đen nhánh thâm trong mắt nguy hiểm ý vị, không có chút nào muốn biến mất xu thế. Lục thầm yến ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, trong đầu phản phất có nói thanh âm đang không ngừng mà mê hoặc thần trí hắn. Hắn toàn thân, mỗi một chỗ đều ở kêu gào, muốn đem lúc này nam dạng giấu đi. Muốn làm nàng chỉ có thể bị hắn một người nhìn đến. Chỉ là nghĩ vậy dạng nam dạng bị những người khác nhìn đến khả năng tính, hắn liền vô pháp tiếp thu. Trong thân thể máu phản phất đều theo cái này ý niệm mà sôi trào lên, lục thầm yến dùng sức nhắm mắt. Ngay sau đó nam nhân lấy ra nhiều năm huấn luyện ra tự chủ, lúc này mới đem nội tâm không nên có xúc động ý tưởng khắc chế đi xuống. Thời gian không còn sớm, ta mang ngươi đi ngủ ngô. Nam dạng người đều mau vây không có, nửa điểm cũng chưa ý thức được lục thầm yến lời nói mất tiếng. Cũng chút nào không biết chính mình mới vừa ở vô hình trung tránh được một kiếp. Nữ hài tử mềm như bông mà lên tiếng, thập phần tự giác mà hướng lục thầm yến vương tay, nhắm mắt lại hàm hồ nói, ôm. Lục thầm yến xoa xoa thái dương, đem đánh trống treo hò gân xanh đè xuống. Hắn lúc này mới duỗi tay đem nam dạng chặn ngang ôm lên, thả lại đến trong phòng trên cái giường lớn mềm mại hai người ôm nhau cùng nhau nằm xuống, nam dạng chấp mũi quanh quẩn, tất cả đều là lục thầm yến trên người kia cổ thanh đạm dễ ngửi hương khí. Nàng cầm lòng không đậu gợi lên khóe môi, vừa định muốn ngọt ngào mà tiến vào mộng đẹp. Trong đầu lại đột nhiên hiện ra cái kia chưa khui bút bê vải. Nam dạng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, cường đánh lên tinh thần, nhẹ nhàng nhéo lục thầm yến tay áo. Lão công, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Nàng nhấp khóe môi, suy xét nên dùng cái dạng gì cách nói, mới có thể làm làm ơn lục thầm yến tìm kiếm một cái xa lạ tiểu nữ hài sự, nghe tới có thể càng hợp lý một ít. Hôm nay ta đi dạo thương trường thời điểm, nhìn đến có cái hài tử bị người ôm đi, ánh mắt đáng thương hề hề, nhìn giống cầu cứu dường như, lúc ấy ta không như thế nào chú ý, trở về về sau lại là càng nghĩ càng không thích hợp. Lục thầm yến nghe vậy mở to mắt xem nam dạng, thấp thấp mà lên tiếng, ân. Hắn rõ ràng cũng không có nói cái gì đó, nhưng nam dạng nghe xong lại như là đã chịu ủng hộ dường như, mặt danh có tiếp tục nói tiếp dũng khí. Hiện tại đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, không thể lại báo nguy, chỉ là lòng ta tổng cảm thấy không yên lòng, liền nghĩ có thể hay không trước tìm được tiểu hài tử nhìn xem. Nàng buông xuống mặt mày, như là thực quể oải dường như nhỏ giọng nhắc mãi, ta lại sợ chính mình là hiểu lầm, nhưng càng sợ chuyện này là thật sự, lại bởi vì ta nhất thời phán đoán sai lầm, đánh mất cứu vớt một cái hài tử cơ hội. Nam dạng rõ ràng vây được mí mắt đều không mở ra được, nói chuyện cũng mơ mơ màng màng, lại còn ở cường chống muốn đem chuyện này nói xong. Lục thầm yến bị hắn tiểu thê tử đáng yêu đến, nhịn không được nâng lên tay, dọc theo nàng tinh xảo mặt mày nhẹ nhàng miêu tả. Hắn tiếng nói trầm thấp êm tai, ân. Nam dạng dư lại nói nháy mắt bị ngạnh trở về. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới giả vờ tức giận mà vỗ nhẹ hắn một phen, ngươi nghiêm túc điểm, nói chính sự đâu. Nam dạng ôm chăn mềm như bông mà ngồi dậy dựa trên đầu giường, lại sai khiến chạm đất thầm yến đi đem đặt ở trên bàn bức họa cấp lấy lại đây. Ta dựa theo ta ký ức vẽ bức họa, ngươi nhìn xem tìm người thời điểm có thể sử dụng được với sao. Lục thầm yến theo lời đem giấy vẽ cầm lại đây cẩn thận mà đánh giá. Ở nhìn thấy trên bức họa tiểu nữ hài ngày đó thật ngây thơ biểu tình khi, hắn nhớ mày, nhiều ít có chút kinh ngạc. Hắn biết nam dạng rất biết họa đường họa, chỉ là không nghĩ tới nàng phát họa cư nhiên cũng họa đến tốt như vậy. Này trương bức họa rất sống động, mỗi một chỗ chi tiết đều mảy may tất hiện. Nếu không phải chỉ có hắc bạch hai loại nhan sắc, sẽ nhìn cùng ảnh chụp dường như. Ngươi họa rất khá, có thể dùng tới. Nghe xong lục thầm yến trả lời, nam dạng đáy lòng vui vẻ. Nàng cầm lòng không đậu mà giơ tay ôm lấy nam nhân cánh tay, trải cái kiều, không ngừng cố gắng nói. Khi tìm người sự liền làm ơn ngươi lạp, cái này tiểu nữ hài đối ta rất quan trọng, nhất định phải nhiều thượng điểm tâm. Nàng tiếng nói mềm mại, còn lộ ra điểm không hoảng quá mức tới ách. Một đôi nước gận liễm diễm hồ ly mắt che điểm buồn ngủ sương mù, nhìn liền làm nhân tâm sinh động dung. Lục thầm yến ánh mắt ám ám, đem họa thả lại tại chỗ. Nam nhân giơ tay đỡ lấy nam dạng sau cổ, đem nàng đầu nhẹ nhàng thác phóng dựa vào chính mình trên vai. Lục thầm yến cũng không có hỏi nhiều cái gì, nếu hắn thê tử hướng hắn mở miệng, khi hắn yêu cầu làm. Chính là vô điều kiện tín nhiệm nàng. Hảo, yên tâm, nhất định giúp ngươi tìm được. Nam nhân trầm ổn tiếng nói nghe tới phá lệ đáng tin cậy. Nam dạng công công khóe môi, lúc này mới rốt cuộc an tâm xuống dưới. Thêm một cái người hỗ trợ, tóm lại hiệu suất càng cao một ít. Lục thầm yến quả thật là cái đáng giá phó thác cùng tin cậy người. Tâm tình bình phục sau, buồn ngủ cũng theo sát thổi quét mà đến. Nam dạng nhẹ nhàng mà ngáp một cái, liền như vậy cuộn tròn ở lục thầm yến trong lòng ngực, lẳng lặng mà ngủ rồi. An tĩnh trong phòng, chỉ còn lại có lưỡng đạo nhẹ nhàng hô hấp cho nhau đang xen Ấm áp lại điềm tĩnh. Ấm màu vàng ánh đèn từ đỉnh đầu thượng sái lạc, cấp nam dạng tuyệt mỹ trên mặt mạ lên một tầng ấm áp vần sáng. Nữ hài tử vốn là sứ hoàng mỹ khuôn mặt, càng thêm cực kỳ giống một khối ôn nhuận nhu hòa mỹ ngọc. Lục Thầm yến lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào trong lòng ngực tiểu cô nương, nghĩ đến nàng gã lại đây lúc sau thay đổi không ít. Phía trước nam dạng bị nam gia sủng hư, tại ngoại giới thanh danh vẫn luôn là kiêu căng ngốc nghếch. Nhưng hiện tại nàng lại linh động lại thông tuệ, mỹ lệ lại thiện lương. Làm nhân tình không nhịn được muốn tới gần nàng, tìm tòi nghiên cứu nàng hết thảy. Bất quá ngắn ngủn một đoạn thời gian, một người thật sự có thể có như vậy to lớn thay đổi sao? lục thầm yến ánh mắt trầm xuống dưới, mơ hồ có một chút ý tưởng. Làm hắn ở tân hôn đêm liếc mắt một cái luân hãm nữ hài tử là như vậy không giống người thường. Nàng trong lòng có lẽ cất giấu cái gì bí mật. Chỉ là nàng không nói, hắn liền không hỏi. Lục thầm yến chỉ biết trong lòng ngực người này là hắn tiểu thê tử. Cho nên hắn lựa chọn tín nhiệm tôn trọng nàng, này liền vậy là đủ rồi. Suy nghĩ phân loạn lưu chuyển, lại bị lục thầm yến tất cả ấn xuống. Nam nhân thon dài đầu ngón tay vãn quá nam dạng sợi tóc, hắn cúi người ở nam dạng trơn bóng trên trán rơi xuống thành kính một hôn, trầm giọng nói, ngủ ngon. Có lẽ là bởi vì mệt mỏi, nam dạng đêm nay ngủ đến phá lệ thơm ngọt, tư thế ngủ cũng ngoan ngoãn, nửa điểm không lăn lộn người. Nàng cuộn tròn ở lục thầm yến trong lòng ngực, suy nghĩ lại đã lâu mà bị lôi trở lại cái kia trong mộng. Nhưng so với phía trước mấy tràng mộng, lần này nàng đi vào giấc mộng thời gian đoạn tự hồ muốn sớm hơn một ít. Lần này nàng mơ thấy tiểu nữ hài không có bị thương, vàng cùng bảo tàng cũng tạm thời không có bị người xấu tìm được. Mụ mụ. Tiểu nữ hài ôm đầu gối ngồi sổng trên mặt đất, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che đậy. Nàng chỉ lộ ra một đôi ước dầm về mắt mèo, thẹn thùng lại khẩn trương mà nhìn chăm chú vào nam dạng. Chương 123 nàng kinh ngạc, vàng như thế nào nháy mắt không ảnh. Tiểu nãi đoàn tử thẹn thùng bộ dáng đáng yêu cực kỳ, nam dạng xem đến tâm mềm mại nàng còn không có tới kịp mở miệng trả lời, thân thể liền trước một bước đem nàng ôm vào trong ngực. Ân, bảo bảo đừng sợ, mụ mụ ở. Nam dạng mềm ấm mềm mại tay theo tiểu nữ hài sợi tóc từng cái vuốt ve, cũng không ngừng mà trấn an nàng bất an cảm xúc. Tiểu gia hỏa nải hương nải ngọt, thật sâu hút khẩu nam dạng trên người hương khí. Khi một đôi mắt ướt ác càng sâu, chóp mũi cũng hồng toàn bộ, như là sắp khóc dường như. Nhưng nàng thực mau lại dơ lên một cái điềm mỹ tươi cười, kéo qua nam dạng tay, mang theo nàng về phía trước phương đi đến. Mụ mụ, cùng vãng vãng tới. Một lớn một nhỏ ở trắng xóa một mảnh trung không ngừng đi trước, thẳng đến đến một cái mây mù lượng lờ sơn động. Tiểu nữ hài kiên định mà lôi kéo nam dạng tay đi vào trong đó. Cùng trong tưởng tượng đen nhánh một mảnh hình ảnh bất đồng, cái này trong sơn động đôi đầy đất vàng tổng số không rõ văn vật bảo tàng. Hoa mỹ sáng rọi đang chéo ở bên nhau, cơ hồ muốn hoảng hạt người đôi mắt. Nam Dạng cầm lòng không đậu mà há to miệng, cơ hồ phải bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Đời trước nàng là cái truyền thống văn hóa người yêu thích, cũng bởi vì chức nghiệp quan hệ bái phỏng quá rất nhiều sư phụ, chiều sâu học tập quá quốc gia văn hóa, cũng thực thích văn vật giám định và thưởng thức. Nhưng nàng mười mấy năm gian gặp qua bảo tàng, tích lũy lên chỉ sợ đều không có này chỗ trong sơn động nhiều. Chỉ cần là trong một góc chất đống kia mấy bức tranh chữ, liền có vài vị hội họa thư pháp đại gia chân tích. Này đó văn vật nào một kiện phóng tới bên ngoài đều đủ để khiến cho không nhỏ oanh động, mỗi người đều là quốc bảo cấp trình độ, giá trị vô pháp đánh giá. Nam dạng kinh ngạc không thôi, nhìn không được ra tiếng dò hỏi. Mấy thứ này đều là nhà các ngươi lưu lại sao? Nàng vốn tưởng rằng trong mộng sẽ không có người trả lời nàng vấn đề. Lại không nghĩ rằng này tiểu nãi đoàn cư nhiên thật sự hướng nàng cười một cái, điểm điểm đầu nhỏ tiểu gia hỏa không biết đều đã trải qua chút cái gì, liền cái che chở nàng người đều không có. Nàng chính mình tuổi lại tiểu, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nào có năng lực đi bảo vệ cho mấy thứ này. Vãng vãng tình cảnh có thể nói tượng răng đốt người, khó trách những cái đó người xấu tình nguyện lưng đeo thượng một cái mạng người, cũng muốn cướp lấy này đó mất kinh người bảo tàng. Nam dạng chính châm trước nên như thế nào hướng tiểu nãi oa oa giải thích này đó phức tạp đồ vật khi nàng đột nhiên nghe được sơn động bên ngoài truyền đến một trận cãi cọ ầm ĩ chửi bậy thanh. Trước cuộc tìm được tàn vàng địa phương, còn tính kia tiểu ngu xuẩn có điểm tác dụng. Bảo tàng chỉ có thể là chúng ta. Nếu ai dám động liền trực tiếp giết ai. Tới hẳn là chính là những cái đó đem tiểu nữ hài ném ở vũng bùn, ý đồ chết đuối nàng người xấu. Nhớ tới bọn họ hung tàn bộ dáng, nam dạng nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được một trận hải hùng khiếp viết này đó bảo tàng chỉ sợ là giữ không nổi. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng quan trọng nhất vẫn là trước bảo hộ tiểu gia hỏa an toàn. Nam dạng bay nhanh mà đánh giá chung quanh địa hình, ý đồ tìm được một cái có thể mang tiểu nữ hài chạy trốn đường nhỏ. Bảo bảo, những cái đó người xấu lập tức liền phải tới, vàng chúng ta tàn không được, cần thiết mau rời khỏi nơi này. Tiểu gia hỏa nghe xong không có theo tiếng, chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đột nhiên nói câu. Mụ mụ, đem chúng nó thu hồi tới. Này không đầu không đuôi nói nghe được nam dạng không hiểu ra sao. Nàng quay đầu lại liếc mắt một cái lại phát hiện, những cái đó ánh vàng rực rỡ bảo tàng cư nhiên toàn bộ ly kỳ biến mất. Chỉ còn lại có một cái xám xịt không sơn động. Mắt thấy những cái đó người xấu càng ngày càng gần, thời gian khẩn cấp. Nam dạng tuy rằng trong lòng khiếp sợ lại cũng không kịp hỏi nhiều, đem tiểu gia hỏa một phen ôm vào trong lòng ngực sau mang theo nàng giấu đi cơ hồ là trước sau chân công phu, một đám tay cầm lưỡi hái, cái quất cùng cái sọt người cũng đi theo đi vào sơn động. Đang xem thanh trước mắt hình ảnh khi, bọn họ đồng dạng cũng là đại kinh thất sắc, nhịn không được thất thanh la hoảng lên. Sao có thể, ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến này trong động ánh vàng rực rỡ, vừa thấy chính là cất dấu vàng. Như vậy nhiều bảo tàng chẳng lẽ đều ẩn thân không thành, thật là thấy quỷ. La to thanh âm phản phất gần ở nách tai. Nam dạng lại là một giấc ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Tơ lụa tính chất áo ngủ đai an toàn theo trắng nõn trơn bóng đầu vai chậm rãi chảy xuống, nàng ngủ đến có chút ngốc, không có ngày thường mỹ diễm bức người. Khi lông mi buông xuống, hồng nhuận môi nửa dương, đầy mặt khốn đốn, rồi lại phá lệ sắc khí thuần trĩ. Nam dạng tưởng không rõ, hảo hảo bảo tàng, như thế nào liền không có đâu. Này mộng cũng quá ly kỳ. Lục Thầm Yến mới vừa tập thể dục buổi sáng trở về, liền nhìn đến nam dạng vẻ mặt ngốc manh mà ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nói thầm gì đó bộ dáng. Hắn nhịn không được cong cong khóe môi, cuối người nắm nàng tim tế cầm, hôn lên kia mặt mềm mại môi đỏ. Tỉnh ngủ. Nam dạng không hề tiêu cự ánh mắt chuyển tới Lục Thầm Yến trên người, ngốc ngốc. Rõ ràng là còn không có phục hồi tinh thần lại, trên tay nàng cũng nửa điểm không có muốn phản kháng ý tứ. Như vậy không hề phòng bị, phản phất nhậm người chà đạp bộ dáng thật sự quá mức câu nhân, lục thầm yến cười nhẹ một tiếng. Hắn tê tê dại dại hôn theo nàng mảnh khảnh cổ một đường dao động. Dọc theo đầu vai lưu luyến một lát sau, lại lần nữa đi xuống, một ngụm cắn ở nàng no đủ trên ngực. Rất nhỏ đau đớn cùng ngứa ý truyền đến, nam dạng không tự giác mà hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngươi! Ngươi cái này! Nam dạng cúi đầu nhìn mắt trên người mới mẻ nhất kia mặt vệt đỏ, trên má nháy mắt thiêu đỏ, cảm thấy thẹn hảo sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Này sẽ thời gian còn sớm, nam dạng sợ lục thầm yến nổi lên thích thú, ấn nàng lại đến một lần. Tối hôm qua đau nhức cảm còn không có hoàn toàn tiêu tán, nàng này đem mảnh mai thân thể cũng thật chịu không nổi hắn như vậy lăn lộn. Đừng! Nam dạng khuôn mặt hồng hồng, tiểu tiểu thanh mà xin tha, ta còn phải ra cửa đâu. Tiểu cô nương làm nũng bộ dáng thật sự chọc người triều mến, lục thầm yến biết tối hôm qua miễn cưỡng nàng. Hắn cũng không bỏ được lại làm nàng mệt nhọc, bàn tay to đem người ôm vào trong lòng ngực, dọc theo nàng eo nhỏ từng cái mát xa thả lỏng. Vừa rồi mơ thấy cái gì? Nam dạng chớp hạ đôi mắt, ngoan ngoãn mà đúng sự thật trả lời. Mơ thấy vàng, rất nhiều vàng. Nàng thay đổi cái thoải mái vị trí nằm, dùng tay ở không trung khoa tay múa chân, ý đồ đem kia phó chấn động hình ảnh tái hiện ra tới. Lục thầm yến đáy mắt mang cười, sủng nịch mà nhìn nam dạng động tác nhỏ. Hắn còn tưởng rằng nàng là thích vàng, liền yên lặng mà đem chuyện này nhớ kỹ. Chuẩn bị đi mua một ít đẹp vàng rồng vật phẩm trang sức, cho nàng mua trở về. Nàng da bạch mạo mỹ, tự nhiên là mang cái gì cũng tốt xem. Chương 124 hắn nên cùng nam dạng có cái hài tử. Cùng nam dạng nói chuyện phím sau khi, Lục Thầm Yến nhắc tới hai đứa nhỏ hộ khẩu sự tình. Hiện tại Tô Vũ Xuyên đã bị trảo, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị thả ra, tỷ của ta khi nào có thể khôi phục còn không nhất định, nhưng tiểu giả cùng Họa Họa tuổi tác tới rồi, mắt thấy lập tức liền phải thượng nhà trẻ, việc này chậm trễ không được. Hắn nghiêm túc mà dò hỏi Nam Dạng cái nhìn, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào tương đối thích hợp. Nam Dạng đang lo làm hài tử dời hộ khẩu sự vô pháp mở miệng đâu không nghĩ tới lục thầm yến cư nhiên trước một bước mở miệng. Nàng nương cơ hội này, vội vàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bên ngoài nhà trẻ rời nhà xa không nói, còn không có biện pháp bảo đảm an toàn tính. Ta cảm thấy không bằng đem bọn nhỏ hộ khẩu dời đến hai ta danh nghĩa, mặt ngoài tính làm con của chúng ta, như vậy liền có thể trực tiếp đi quân khu đại viện nhà trẻ đi học. Cứ như vậy không chỉ có phương tiện đón đưa, hai người bọn họ các bạn học vẫn là nguyên bản liền chơi đến tốt tiểu đồng bọn, tiểu giả cùng họa họa cũng không cần lo lắng đi đi học không thích ứng. Này thật là cái đẹp cả đôi đàn hảo biện pháp, hiển nhiên nam dạng là có nghiêm túc nghĩ tới. Nàng đối hai đứa nhỏ hảo, lục thầm yến vẫn luôn đều xem ở trong mắt. Nam nhân đáy lòng càng là không khỏi cảm thán có thể cưới đến nam dạng về nhà, thật là lục gia may mắn. Lục thầm yến vừa định mở miệng, nam dạng rồi lại trước một bước giơ tay chống lại hắn môi mỏng, cường điệu nói. Chỉ là thay đổi một chút hộ khẩu, làm tiểu giả cùng họa họa phương tiện đi học mà thôi. Nhưng là xưng hô thượng sự không cần biến, bọn nhỏ không cần đổi giọng gọi chúng ta ba mẹ, như vậy chờ vãn ý tỷ ly hôn thủ tục làm xuống dưới, có chính mình trụ địa phương, cũng không cần lo lắng dung nhập không tiến vào. Về chuyện này sở hữu vấn đề, bao gồm mỗi người cảm thụ, nam dạng khắp nơi các mặt toàn bộ đều suy xét tới rồi. Nàng săn sóc lại cẩn thận, cấp ra không thể nghi ngờ là tối ưu giải quyết phương án. Lục thầm yến gật đầu, đồng ý nàng đề nghị, hảo, vậy đều nghe dạng dạng. Nam nhân cuối người đem nam dạng ôm vào trong ngực, thương tiếc mà khẽ hôn hôn nàng gương mặt, thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi bao dung. Theo lý mà nói đây là lục thầm yến cháu ngoại cùng cháu ngoại gái, vốn nên là hắn trách nhiệm, cùng nam dạng không quan hệ mới đúng. Nhưng nam dạng lại trực tiếp giúp đỡ cha mẹ hắn mang hai đứa nhỏ, không hề câu oán hận, thả phát ra từ nội tâm mà quan ái bọn họ, đối bọn họ hảo có thể làm được này một bước thật sự là quá khó được không chỉ là hắn toàn bộ lục gia người đều nên hướng nàng tỏ vẻ cảm tạ mới đúng ấm áp hơi thở sái lạc ở vành tai lục thầm yến là cái quân nhân bất cứ lúc nào ngữ khí đều bình tĩnh trầm ổn nam dạng lại có thể nghe ra những cái đó giấu ở hắn lời nói chỗ sâu trong cảm xúc kích động nàng lỗ tai không khỏi hơi hơi phím hồng giơ tay sờ sờ lục thầm yến gương mặt hướng hắn cười cười đều là người một nhà đương nhiên nên vì cho nhau suy xét. Sau khi nói xong hai người trong lúc nhất thời cũng chưa lại mở miệng, chỉ là lặng lặng mà hưởng thụ giờ phút này lẫn nhau dựa sát vào nhau cảm giác. Lục thầm yến ông nam dạng tiếp tục cho nàng xoa eo, dưới đáy lòng suy nghĩ. Không thay đổi khẩu cũng không thành vấn đề. Chờ đến về sau bọn họ hài tử sinh ra, tự nhiên sẽ kêu nam dạng mụ mụ. Chỉ là, bọn họ tối hôm qua lại không có làm thi thố. Lúc trước vài lần lục thầm yến đều có chú ý vấn đề này, chỉ là hắn thấy nam dạng không có bất luận cái gì muốn tránh thai ý niệm, liền nhịn không được nghĩ. Nàng có lẽ là muốn cái chính mình hài tử. Trước cuộc nam dạng ngày thường có bao nhiêu thích tiểu hài tử, mọi người đều là rõ như ban ngày. Toàn bộ đại viện nhi hài tử đều thực thích nàng, cái gì đều nghe nàng, hận không thể làm nàng đương lão đại. Lục gia còn tính gia đại nghiệp đại, nam dạng tưởng vậy sinh. Dù sao mặc kệ có bao nhiêu hài tử hắn đều là nuôi nổi, chỉ là muốn vất vả nàng chịu mang thai tội. Lục Thầm Yến ôm ở nam dạng eo nhỏ thượng tay chậm rãi trượt xuống, dừng ở nàng trên bụng nhỏ. Nơi này có hay không tân sinh mệnh còn chưa cũng biết, nhưng hắn cư nhiên đã khống chế không được mà chờ mong lên. Tưởng tượng thấy bọn họ hai người hài tử sẽ là bộ dáng gì. Nam dạng vốn đang bị ấn đến có chút mơ mơ màng màng, ấm áp đầu ngón tay rơi xuống hạ lại là nháy mắt một cái giật mình, thanh tỉnh lại đây. Nhưng bất quá ngắn ngủi một lát, nàng lại thực mau thả lỏng mà nằm trở về. Sờ liền sờ đi. Dù sao lục thầm yến cũng không thể sinh hài tử, làm hắn quá qua tay nghiện hảo. Chuyện này thượng nam dạng thực có thể nghĩ thoáng, tuy rằng nàng là thực thích tiểu hài tử không sai. Nhưng loại sự tình này vốn dĩ liền phải thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu không được. Nói nữa, hai cái tiểu manh bảo hộ khẩu đều dời qua, còn sầu về sau không ai cho bọn hắn dưỡng lão. Sở hữu nỗi lo về sau đều bị giải quyết, chỉ nghĩ nằm yên nam dạng chút nào không ý thức được chính mình cùng lục thầm yến ý tưởng căn bản không ở cùng tần suất. Nàng còn cảm thấy chính mình bãi lạng đến thập phần yên tâm thoải mái. Chờ đến rửa mặt qua đi, nam dạng đi xuống lầu vừa định đi làm bữa sáng. Lại không nghĩ rằng đại bảo cư nhiên trước một bước từ trong phòng bếp ra tới. Tiểu gia hỏa banh khuôn mặt nhỏ, đặc biệt nghiêm túc mà bưng một con lồng hấp, nỗ lực mà hướng tới bàn ăn lung lay mà đã đi tới. Hắn vóc dáng còn không có bể bếp cao đâu, làm khởi những việc này tới lại đặc biệt thuần thục. Bánh bao là gian lưu ý trước tiên làm tốt đông cứng ở tủ lạnh, đại bảo không chỉ có là chính mình lấy ra tới chân chính, còn một người cấp nhiệt ly sữa bò. Nhìn tiểu gia hỏa bận rộn trong ngoài, còn không quên cho đại gia đều dọn xong bộ đồ ăn bộ dáng, nam dạng tâm quả thực đều sắp bị manh hóa nàng cố nén kêu chính mình không cần nhúng tay, nhìn đại bảo nỗ lực mà bằng vào lực lượng của chính mình, đem sở hữu đồ vật đều bày biện ở trên bàn cơm. Nam dạng lúc này mới khống chế không được mà một tay đem đại bảo vớt tiếng trong lòng ngực, phủng hắn mềm một bánh bao mặt rua tới rua đi. Thiên nột tiểu giả, ngươi cũng quá tuyệt vời, ngươi là cái động thủ năng lực cường hảo hài tử. Đại bảo còn có điểm không quá thích ứng như vậy thân cận, thẹn thùng đến một chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ rực hắn nhấp miệng nhỏ, nỗ lực mà muốn làm chính mình thoạt nhìn càng nghiêm túc một chút. Nhưng một đôi công công đôi mắt lại vẫn là nhịn không được mang lên vài phần ý cười. Không cần khen ta, này đó đều là việc nhỏ, ta phía trước ở trong nhà cũng thường xuyên làm. Nam dạng đáy lòng hơi hơi vừa động, cười dùng càng khoa trương ngữ khí tới tán thưởng hắn. Mới không phải việc nhỏ đâu, tuổi như vậy tiểu liền biết chiếu cố người khác, tiểu giả lại ngoan lại bổng, quả thực chính là chúng ta kiêu ngạo nàng ý đồ dùng một loại tiểu hài tử có thể lý giải phương thức, tới dẫn đường hắn hiểu được trả giá cùng ái là lẫn nhau. Tiểu giả đối ta tốt như vậy, mở về sau cũng đối với ngươi càng tốt mới được, như vậy chúng ta mỗi người là có thể đủ được đến càng nhiều ái. Đại bảo điểm điểm đầu nhỏ, tuy rằng nghe được có chút ngây thơ mờ mịt, nhưng vẫn là ở vì nam dạng lời nói cái mà cảm thấy vui vẻ không thôi. Khó được thấy hắn toát ra tiểu hài tử độc hữu thiên chân cùng lạc quan, nam dạng đáy lòng một mảnh bủng rủng. Nàng biết đại bảo bị lâu lắm ủy khuất, chính mắt thấy mẫu thân bị phụ thân thương tổn, hắn để tâm vào chuyện vụn vặt tính cách khuyết tật không phải một ngày hai ngày là có thể đủ thay đổi. Nhưng cũng may tiểu gia hỏa bản chất là cái thực ngoan thực đáng yêu tiểu thiên sứ. Nàng có tin tưởng có thể thông qua kiên nhẫn dẫn đường, tới làm hắn trở nên càng ngày càng tốt. Người một nhà cùng nhau ăn xong cơm sáng, lục thầm yến liền thay quân trang chuẩn bị ngồi xe hồi bộ đội. Nam dạng cầm áo khoác một đường đưa hắn tới rồi cửa, còn đem cà vạt rút ra, chuẩn bị thân thủ cấp lục thầm yến hệ thượng. Tuy rằng là tân hôn phu thê, nhưng loại này ấm áp hàng ngày việc nhỏ đối hai người tới nói, đều vẫn là sơ thể nghiệm. Nam dạng trong lòng mới là thật sự, chỉ là lục thầm yến vóc dáng quá cao, nàng điểm chân đều có điểm lao lực. Nàng nhẹ giọng nói, lục tiên sinh, ngươi thấp một chút đầu. Mềm nhẹ tiếng nói vào lúc này nghe tới phá lệ động lòng người, lục thầm yến một tay đỡ nàng vòng eo, hơi hơi cúi người, làm nàng hệ cà vạt khi càng phương tiện chút. Nữ hài tử tế bạch đầu ngón tay dọc theo nam nhân của một đường vuốt ve. Ở trong lúc lơ đảng, còn đảo qua hắn hầu kết. Chương 125 Long Ngạo Thiên Nam chủ vàng bị ai đoạt đi rồi. Theo hai người chi gian khoảng cách không ngừng tiếp cận, nam dạng lược hiện mới lại động tác cũng làm bầu không khí nhiễm một chút ái muội ước số. Nam dạng banh mặt, muốn chính mình thoạt nhìn càng nghiêm túc một chút. Nhưng nàng tầm mắt rồi lại cầm lòng không đậu dao động, dừng ở lục thầm yến môi mỏng thượng. Nàng vẫn là lần đầu tiên lấy như vậy gần khoảng cách quan sát hắn môi hình. Tuy rằng cánh môi rất mỏng, hình dạng lại rất đẹp, cũng không phải cái loại này sẽ làm người cảm thấy bạc tình cảm giác. Hơn nữa hôn lên giống như là ăn một quả bạc hà vị kẹo mềm dường như, còn thực hoặc thực mềm. Cái này ý niệm vừa ra, nam dạng mặt tức khắc khống chế không được đỏ lên nàng có chút hoảng loạn mà muốn sai khai ánh mắt lục thầm yến lại đột nhiên đi phía trước tới gần một bước nam nhân biết nam dạng đang xem liền dụ dỗ dường như cúi đầu hai người chi gian khoảng cách lại một lần vô hạn kéo gần chỉ cần lại có một cái rất nhỏ động tác là có thể đủ không hề khoảng cách mà kề sát ở bên nhau nam dạng hô hấp không khỏi rối loạn nàng nắm chặt cà vạt tay nắm thật chặt mảnh dài lông mi cũng ở bất an mà hơi hơi rung động liền ở nam dạng theo bản năng mà muốn nhắm mắt lại, có chút rối rắm muốn hay không đón ý nói hồ cái này sắp rơi xuống hôn khi. Lại đột nhiên nhận thấy được lưỡng đạo tò mò ánh mắt. Nam dạng cúi đầu vừa thấy, banh không được. Hai cái tiểu nải đoàn tử chính chấp một đôi nho đen dường như mắt to, ngây thơ mờ mịt mà từ dưới hướng lên trên nhìn hai người bọn họ. Cửu cửu, mợ, các ngươi đang làm cái gì nha? Nam dạng mặt bá mà liền đỏ, không, không có gì nàng vội không ngừng đem lục thầm yến cấp buông ra, thế hắn sửa sang lại hảo cà vạt lúc sau, trực tiếp đem người đột nhiên một phen đẩy ra môn. Thời gian không còn sớm, ngươi mau xuất phát đi. Lục thầm yến biết nam dạng da mặt mỏng, nói thêm gì nữa phỏng chừng đều đến thẹn thùng đến không dám đối mặt hai đứa nhỏ. Hảo! Nam nhân theo nam dạng động tác đi ra môn, chỉ là trong lòng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhà hắn dạng dạng. Sức lực cư nhiên còn rất đại cũng khó trách một cái xẻng đi xuống tô vũ xuyên cùng kia lý vĩ đều bất tỉnh nhân sự. Thời gian đã không còn sớm, vũ suốt một đêm phương tuệ Mỹ lúc này mới từ ác mộng trung bừng tỉnh lại đây. Vàng, ta vàng, như thế nào sẽ? Nàng không ngừng mà lẩm bẩm tự nói. Vừa nhớ tới trong mộng vàng toàn bộ biến mất không thấy cảnh tượng, nàng mới vừa rời giường không quá bằng phẳng mặt liền khống chế không được mặt đất dung giữ tận lên. Hảo hảo vàng như thế nào sẽ biến mất không thấy? không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Phương Tuệ Mỹ ngồi dậy tới, đem gối đầu tất cả đều nện ở trên mặt đất, trong miệng càng là khóc kêu cái không ngừng, cả người đều có điểm hỏng mất nổi điên. Đó là thuộc về ta cùng ta nhi tử, ai dám đoạt, ta xem ai dám đoạt. Phương Triết Minh mới vừa tỉnh ngủ vốn dĩ liền không thế nào tưởng nói chuyện, thần kinh tương đối yếu ớt. Này sẽ bị Phương Tuệ Mỹ cái này chết kẻ điên tim thanh ồn ào một đốn, trong lòng càng là sinh ra vài phần bực bội hắn màn tai đều sắp phá phương triết minh mắt lạnh nhìn phương tuệ mỹ mới vừa tỉnh ngủ lúc sau đầu bù tóc rối trò hề cảm thấy nàng phát điên tới bộ dáng thật là càng đến người ăn uống phương triết minh chịu đựng ghê tởm nói sáng sớm ngươi lại ở phát cái gì điên câm miệng triết minh lão công phương tuệ mỹ lại không có thể nghe ra nam nhân lời nói không vui nàng như là rốt cuộc tìm được rồi cứu mạng rơm rạ giống nhau, nhào qua đi gắt gao mà bắt được nam nhân cánh tay. Ta mơ thấy chúng ta vàng bị người trộn đi, kia chính là suốt một sơn động vàng, đủ chúng ta phát tài cả đời. Phương Tuệ Mỹ càng là kinh hoảng thất thố, Phương Triết Minh liền càng cảm thấy vớ vẩn. Hắn cảm thấy nàng người này quả thực cùng nàng lời nói giống nhau, điên khùng lại có thể cười. Phương Triết Minh cười lạnh nói, còn không phải là mang cái thai sao? ngươi như thế nào chỉ số thông minh cùng thoái hóa giống nhau? Lớn như vậy cá nhân, trong mộng đều là giả, đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng đều không hiểu. Hắn chỉ biết cảm thấy phương tuệ Mỹ là ở si tâm vọng tưởng, suốt ngày thần lại nhảy nói chút kỳ quái nói, thật cho rằng hắn sẽ tin. Phương Triết Minh trong giọng nói mãn mãn đều là không kiên nhẫn, nói xong, đẩy ra Phương Tuệ Mỹ liền muốn rời đi. Khi lạnh nhạt ngữ khí giống cây châm giống nhau chặt chẽ chui vào Phương Tuệ Mỹ đáy lòng nổi lên một mảnh đau đớn. Nàng biết từ kết hôn lúc sau Phương Triết Minh đối nàng thái độ liền thay đổi. Chỉ là nàng hiện tại đã không có dựa vào, chính là có lại nhiều bất mãn, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng không nói. Phương Tuệ Mỹ vắt hết óc mà ý đồ giải thích, lão công, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ làm biết trước mộng ngươi là biết đến nha, này đó vàng đối chúng ta tới nói thật rất quan trọng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nhưng Phương Tuệ Mỹ đau khổ nói nửa ngày, cũng chưa có thể lấy được Phương Triết Minh tín nhiệm. Hắn càng cảm thấy đến nàng là người điên, cùng nàng nói một lời đều lãng phí thời gian. Phương Triết Minh chỉ là một bên mặt quần áo, một bên mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Khi hờ hững lại không kiên nhẫn ánh mắt, cực kỳ giống đang xem cái gì phát bệnh dơ đồ vật. Phương Tuệ Mỹ trong lòng một mảnh lạnh băng chết lặng, lại cũng chỉ có thể giả tâm vờ điếc mà tiếp tục nói tiếp. Lão công ngươi thỉnh cái giả đi, chỉ cần đem vàng cùng cái kia tiểu nữ hài đều tìm trở về thì tốt rồi, ta cùng nhi tử cũng đều có thể ngủ đến an tâm, sẽ không lại xảo ngươi. Liền tính là vì trong bụng hài tử, ngươi đều không thể đáp ứng ta sao? Hẳn đến nói xong câu này, Phương Triết Minh mới rốt cuộc động. Hắn cười nhạo một tiếng, tùy tay đem áo khoác sách lên, thông thả ung dung về phía dưới lầu đi đến. Ngươi nếu cảm thấy không thoải mái, khiến cho ta mẹ mang ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, miễn cho kéo đến lâu lắm càng không hảo trị. Ngươi đừng quan xem khoa phụ sản, ta kiến nghị ngươi đối mặt hiện thực, đi xem tinh thần khoa, nhìn xem đầu óc. Xét đến cùng, Phương Triết Minh vẫn là không tin Phương Tuệ Mỹ lời nói. Không chỉ có không tin, thậm chí còn cảm thấy nàng có tật xấu. Nhìn Phương Triết Minh không chút do dự rời đi châm chọc bóng dáng, Phương Tuệ Mỹ chỉ cảm thấy hung hăng cứng lại, cơ hồ muốn không thở nổi. Nàng tức giận đến lại là tạp đồ vật lại là gãi đầu, nhưng trong lòng buồn bực lại nửa điểm cũng chưa có thể giảm bớt nàng không phải hắn yêu nhất thê tử sao hắn vì cái gì đều không tin nàng phương tuệ mỹ kéo mỏi mệt thân mình chính mình đi rửa mặt chờ đến đi xuống lầu thấy phương triết minh đã rời đi đi làm lúc sau nàng trong lòng càng là khó chịu đến không được nàng tương lai cẩm lý con dâu không thể không tìm nhưng vấn đề là phương tuệ mỹ mang thai hai chân sưng vù căn bản là không có biện pháp đi được quá xa mà phương gia như vậy cả gia đình người lại tất cả đều là kéo chân sau phế vật phương tuệ mỹ càng nghĩ càng giận liên quan xem cha mẹ chồng đều không vừa mắt lên sáng sớm thượng thời gian các loại chọn thứ cơm sáng là như thế nào làm phóng nhiều như vậy muối là muốn hàm người chết sao ta ngày hôm qua nói muốn dùng trà diệp trứng không đại biểu hôm nay còn muốn ăn ta nhi tử ngửi được này vị đều tưởng phun còn không nhanh lên lấy xuống phương minh viễn cùng liêu mai hai người bị lăn lộn đến không nhẹ cao huyết áp đều phải phạm vào. Nhưng vì chưa xuất thế hài tử, hai người bọn họ còn không thể không sinh sôi nuốt xuống này khẩu điểu khí. Chờ đến ở cha mẹ chồng trên người rải xong rồi hỏa, Phương Tuệ Mỹ lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu không ít. Nàng ăn xong bữa sáng liền lười biến, phủng bụng ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Nhưng không một hồi, Phương Tuệ Mỹ đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Chương 126, chân chính Nam Tuệ Mỹ khẳng định đều chết hết phương tuệ mỹ cái bụng đột nhiên có loại cảm giác giống như là có người ở bên trong đá một chân giống như loại này cảm giác kỳ dị cả kinh phương tuệ mỹ cứng tại tại chỗ không dám động thật lâu mới nàng vừa mừng vừa sợ kịp phản ứng thay động đây nhất định là thay động lúc này mới mấy tháng nhi tử ta thế mà liền sẽ thay động rồi quả nhiên là thiên tài phúc bảo nhi tử khác hẳn với thường nhân biểu hiện để phương tuệ mỹ có chút tự hào nhưng cùng lúc nàng cũng ý thức được, khẳng định là nhi tử chê nàng gần đây tiến độ quá chậm, mới có thể dùng loại phương thức này tới nhắc nhở nàng. Không được, vì về sau ngày tốt lành, ta nhất định phải nghe nhi tử, nhịn đau đều muốn đem vãn vãn cùng kim tử đều tìm trở về mới được. Phương tuệ Mỹ nhỏ giọng lẩm bẩm, tại ý nghĩ này chống đỡ dưới, ngay cả thân thể bên trên mệt nhọc đều cảm thấy tốt hơn nhiều. Nàng cố nén khó chịu ra cửa, chậm rãi dọc theo nhà lân cận hẻm đi vài bước sau lại đột nhiên có loại linh cảm không lành. Sau lưng một trận dồn dập bước chân dần dần tới gần. Ngay sau đó, chính là một đạo nam nhân xa lạ khí tức. Phương Tuệ Mỹ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dọa đến vội vàng chạy chậm đến hướng nhà trốn. Nhưng không đợi chạy ra mấy bước, một con đen nhánh đại thủ đột nhiên dùng sức nắm lấy bờ vai của nàng, đem nàng kéo tiến bên cạnh một cái trong ngõ hẻm. "Ngươi chạy cái gì?" Trung niên nam nhân ngữ khí bất mãn hết sức nói chuyện giọng điệu nghe cùng với nàng phản phất rất quen thuộc giống như. Phương Tuệ Mỹ nghe xong, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ. Nàng giống như là bị gỉ người máy, chậm rãi một chút xíu ngẩng đầu lên. Khi nhìn rõ người tới gương mặt kia lúc, nháy mắt dọa đến chân đều mềm. Ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Nàng bén nhọn tiếng nói đầy mang theo chấn kinh cùng sợ hãi, nghe thậm chí đều có chút đổi giọng. Hồ Kiến Sinh không để ý Phương Tuệ Mỹ điểm ấy trên thái độ vấn đề nhỏ, chỉ là hướng về phía hắn nữ, cười hắc hắc. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngươi thế mà còn có thế liếc mắt liền nhận ra ngươi cha ruột đến, không hổ là ta con gái tốt. Phương Tuệ Mỹ dáng dấp không tệ, Hồ Kiến Sinh làm nàng cha ruột tự nhiên cũng không sai biệt lắm. Cái này người bình thường nhìn xem một bộ ôn hòa đàng hoàng bộ dáng, nhưng chỉ cần hắn khẽ động lên, giữa lông mày lệ khí liền dày đặt đến che lấp đều không che giấu được sau khi thành niên lần thứ nhất cùng loại này đã từng ngồi tù người liên hệ phương tuệ mỹ dọa cho phát sợ nàng lão đảo lui về phía sau mấy bước liền âm thanh đều sợ hãi đến phát run ngươi ngươi tìm ta đến tột cùng là muốn làm cái gì ngươi cùng ngươi lão tử trang cái gì hồ kiến sinh nhìn phương tuệ mỹ dạng này có chút bất mãn ngươi khi còn bé mới bao nhiêu lớn nhưng là cùng ta cùng một chỗ mưu đồ lúc giết người không trả cười đến rất hoang sao hiện tại lại đem chứa đồ tốt rồi Nghe xong hắn nhấc lên cái đề tài này, Phương Tuệ Mỹ biểu lộ thông suốt liền biến. Nàng đáy mắt hiện lên một tia âm tàn. Bộ dáng kia nhìn cùng hồ kiến sinh quả thực là giống nhau như đúc. Phương Tuệ Mỹ không vui nói, ta không phải nói cho ngươi đem những sự tình này nát tại trong bụng sao, còn dám lấy ra nói, là ngại mình ra ngục quá sớm rồi. Ngươi sớm dạng này ta chẳng phải không nói. Hồ Kiến Sinh cười chào hỏi nàng, nhìn ngươi viện bụng hồng quang đầy mặt, xem ra là gã rất khá, ta cái này làm cha cũng rốt cục có thế yên tâm rồi. Hắn làm bộ làm tịch quan tâm vài câu về sau, lại rất nhanh hiển lộ ra bộ mặt thật, có điều, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta biết ngươi đã bị nam gia đuổi ra, chẳng qua lập tức liền lại ỷ vào hài tử trèo lên phương gia. Năm đó ngươi ta cha con liên thủ, một khối hại chết chân chính nam tuệ Mỹ, xem nàng như thành ván cầu tiến vào kinh thành nam gia thời điểm ta liền nhìn ra, ngươi từ nhỏ đã là cùng lão tử ngươi ta đồng dạng, là trời sinh xấu loại, ngươi lợi ích trên hết, sẽ liều lĩnh nắm lấy cơ hội. Đầy mình ý nghĩ xấu, không hổ là ta khuê nữ a. À. Nhìn xem hồ kiến sinh cặp kia hung ác nham hiểm con mắt, phương tuệ Mỹ chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nàng bị dọa đến cả người đều không tốt lắm. Tên súc sinh này, thế mà còn dám điều tra nàng. Phương tuệ Mỹ gắt gao cắn môi sừng, thật lâu mới cưỡng ép dằn xuống đáy lòng phẫn nộ khủng hoảng. Nàng nhỏ giọng dò hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? sợ cái gì ta là ngươi cha ruột cũng sẽ không hại ngươi hồ kiến sinh cùng trở mặt rất nhanh thay đổi hòa ái từ ái biểu lộ hắn dùng một bộ rất là vì phương tuệ mỹ suy nghĩ sắc mặt nói cha ngươi ta vừa ra ngục vì ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành tới thăm ngươi đem trên thân tất cả tiền đều tiêu hết liền ăn cơm tiền đều không có ngươi cũng không thể đặt vào ngươi cha ruột mặt kệ a à. phương tuệ mỹ bị tức phải học máu đối tên súc sinh này nửa chữ đều không tin nhưng bây giờ nàng tay cầm bị bóp tại trong tay đối phương, nàng lại không thể đối hồ kiến sinh bỏ mặt. Không phải hắn sớm muộn muốn hủy nàng quang vinh xinh đẹp sinh hoạt. Biết. Phương Tuệ Mỹ nhẫn thanh thôn khí mang theo hồ kiến sinh đi lân cận ngân hàng, đem những này năm tích trữ tiền tất cả đều lấy ra giao cho hắn. Hiện tại tiền của ta đều là cùng cha mẹ chồng muốn, tất cả đều cho ngươi. Nàng nghĩ đến dùng tiền tiêu tai lại không suy xét đến hồ kiến sinh khẩu vị không phải dễ dàng như vậy liền có thể thỏa mãn hồ kiến sinh đem một xấp tiền mặt cầm ở trong tay ước lượng về sau lộ ra cái không hài lòng lắm biểu lộ kinh thành nơi này tất đất tất vàng chút tiền này sao đủ hoa chờ thêm mấy ngày ta lại tới tìm ngươi lần sau nhưng không cho lại thế nào ít dứt lời hồ kiến sinh đem tiền nhét vào túi bên trong mỹ tư tư rời đi phương tuệ mỹ nhìn xem bóng lưng của hắn lại là có loại bị đĩa trùng cắn lên cảm giác. Trong nội tâm nàng lại buồn nôn lại tuyệt vọng. Không thể, tuyệt đối không thể. Nàng lên như diều gặp gió người còn sống không có bắt đầu, sao có thể trên lưng hồ kiến sinh như thế to con chỗ bẩn. Nàng cha ruột là tội phạm chuyện này tuyệt đối không thể có thể người biết. Phương tuệ Mỹ liền tìm vãn vãn sự tình đều không để ý tới, liên tục không ngừng liền chạy về nhà. Cùng buổi sáng ngang ngược càng rỡ dáng vẻ khác biệt, nàng này sẽ người đều dịu dàng ngoan ngoãn nhiều. Phương Tuệ Mỹ đi theo Phương Minh Viễn cùng Liêu Mai sau lưng vội vàng, thái độ tốt có thể xưng ân cần. Cha, mẹ, ta thân thể yếu như vậy, nếu là chậm trễ hài tử phát dục nhưng làm sao bây giờ? Không bằng các ngươi lại cho ta ít tiền, ta đi mua một ít dinh dưỡng phẩm trở về bồi bổ thân thể. Quấn quyết chặt lấy nửa ngày cuối cùng đem tiền muốn ra tới, Phương Tuệ Mỹ lại sợ không đủ. Đợi đến ban đêm Phương Triết Minh trở về thời điểm, cũng là cuốn lấy dừng lại nũng nịu. Lão công, cha mẹ bình thường luôn luôn không cho đủ ta tiền sinh hoạt, ta đói bụng muốn mua điểm đồ ăn vặt đệm bụng đều không được, ngươi liền cho ta ít tiền đi. Phương Triết Minh ngoài miệng không lên tiếng, trong lòng lại tràn đầy trào phúng. Mặc dù hắn bình thường bên ngoài đi làm, nhưng cũng không phải là không hiểu rõ tình huống trong nhà. Phương Tuệ Mỹ cả ngày cùng cái đại gia giống như co quắc trong nhà, muốn ăn cái gì liêu mai đều cho làm, làm sao liền có thể bị đói nàng rồi. Nhưng hắn lười nhát tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cùng Phương Tuệ Mỹ nói dốc, liền cầm một chút tiền đem người đuổi đi. Phương Tuệ Mỹ án lấy phình lên túi tiền, trong lòng nhưng dù sao cảm thấy không chắc. Sợ hồ kiến sinh ngại không đủ, xem nàng như sơ mưu hại chân chính nam Tuệ Mỹ sự tình cho chấn động rớt xuống ra ngoài. Phương Tuệ Mỹ nhìn xem trượng phu lạnh lùng bóng lưng, hồi tưởng đến đòi tiền lúc cha mẹ chồng ghét bỏ ánh mắt, nhìn không được cắt gao bóp lấy trong lòng bàn tay lại hoàn toàn ép không được đầy bụng oán khí dựa vào cái gì dựa vào cái gì nam dạng liền có thể có mỹ mãn gia đình mà nàng lại phải có đồ cặn bã cha cái này không công bằng phương tuệ mỹ ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện lúc trước nam tuệ mỹ đã bị đốt thành tro ai còn có thể tìm tới chứng cứ xác nhận bọn hắn là như vậy nàng không nên quá bối rối nam tuệ mỹ tuyệt đối đều chết hết Chương 127 Nam Dạng không nghĩ tới vàng là bị nàng dọn trống không? Mắt thấy lập tức liền đến tổ chức quốc yến nhật tử, sở hữu tương quan bộ môn đối này đều độ cao coi trọng, sợ nhất thời sơ sẩy dẫn tới xuất hiện cái gì sai lầm. Vì bảo đảm ngoại tân an toàn, an bảo công tác càng là trọng trung chi trọng. Lục thầm yến bởi vậy liên tục trực ban rất nhiều thiên, không ngừng kiểm tra an bảo bố trí, gắn đạt tới bảo đảm vạn vô nhất thất. Trừ bỏ hắn ở ngoài, nam dạng cũng đồng dạng là vội đến chân không chạm đất tuy rằng đường họa đều đã làm tốt chờ đến quốc yến cùng ngày từ nàng trước tiên đua trang một chút là được không cần thao cái gì tâm nhưng trừ cái này ra nam dạng hiện tại còn ở giả lão gia tử an bài hạ phụ trợ sau bếp công tác việc quay cách làm nàng đã nói cho sau bếp nàng tuy rằng không lộ mặt chỉ là hỗ trợ nấu nướng cơm chiên dương châu nhưng cùng nhiều người như vậy hợp tác hoàn thành đại hình yến hội vẫn là lần đầu tiên yêu cầu rất nhiều thời gian tới tiến hành ma hợp. Này cũng trực tiếp dẫn tới, Nam Dạng cùng Lục Thầm Yến hợp với đã lâu cũng chưa có thể chạm mặt. Chờ đến Lục Thầm Yến thật vất vả kết thúc tăng ca, về nhà thời điểm đều đã là đêm khuya. Nam Dạng thói quen vẫn luôn là ngủ sớm dậy sớm, này sẽ đều đã ngủ say. Lục Thầm Yến lặng lặng mà ở mép giường ngồi hồi lâu, xem nàng ngủ ngon lành, cũng không nhẫn tâm đem nàng đánh thức. Chỉ thế nàng vén hỗn độn sợi tóc vất vả. Nam nhân cúi đầu hôn hôn nam dạng cái trán liền phải rời khỏi, không nghĩ lại quấy rầy nàng. Quen thuộc khí vị quanh quẩn mà đến, mắt lạnh dễ ngửi, trong lúc ngủ mơ nam dạng vô ý thức mà nỉ non một tiếng. Nàng thế nhưng đi theo tỉnh lại. Ngươi đã trở lại. Ngọt mềm thanh tuyến mang theo giày đặc giọng mũi, kiều mị mà không tự biết. Nam dạng đôi mắt còn không có mở, liền mơ mơ màng màng mà nâng lên cánh tay ôm lục thầm yến cổ, tự động đem mềm mại môi đỏ tặng đi lên hai người hơi thở lẫn nhau dây dưa ở bên nhau tiếng tim đập cũng dần dần đang chéo vì cùng tần suất rồi lại cũng không cảm thấy có bất luận cái gì ái muội chỉ là phá lệ ấm áp nam dạng thoải mái mà cuộn tròn ngón chân bên môi ngẫu nhiên tràn ra một trận ngâm khẽ ngô một lát sau hai người tách ra khi nam dạng đuôi mắt cùng gương mặt đều phím tự nhiên đỏ ửng nàng hai tròng mắt mềm ấm trong suốt đến như là hàm chứa thủy giống nhau nhìn phá lệ động lòng người lục thầm yến ngón tay thon dài nhéo nhéo nữ hài tử sau cổ trầm giọng trấn an nói xin lỗi đánh thức ngươi nam dạng nằm ở lục thầm yến trong lòng ngực mềm như bông mà lắc lắc đầu không có ta ngủ đến sớm này sẽ đã tỉnh ngủ hai người khó được có cơ hội ở bên nhau nàng cũng không nghĩ liền như vậy đem thời gian đều lãng phí Nam Dạng cùng Lục Thầm Yến nói hội thoại sau, lập tức hỏi gần nhất trong lòng nhớ thương sự. Trước hai ngày ta và ngươi nói tiểu nữ hài tra đến thế nào, có kết quả sao? Lục Thầm Yến sờ sờ nàng đầu, nghiêm túc đáp lại nói: "Yên tâm, ta đã làm ơn phía trước phân phối đến công an bộ môn chiến hữu. Hiện tại kinh thành trong phạm vi đã bài tra xong, bắt đầu ở quanh thân điều tra." Nam Dạng không tiếng động mà thở dài, trong mộng cái kia tiểu nữ hài thật sự không ở trong thành. Tuy rằng tạm thời còn không có có thể đem người tìm được, nhưng cuối cùng là có điều tiến triển. Nam dạng tin tưởng có chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật thêm vào, khẳng định thực mau là có thể có tân manh mối. Hảo, thật sự cảm ơn đại gia hỗ trợ. Không cần, bọn họ đối việc này đều thực để bụng, không cần ta nhiều lời liền đáp ứng xuống dưới, mặc kệ kết quả như thế nào, nếu thật sự có thể giải cứu một cái bị lừa bán hài tử, cũng coi như một kiện việc thiện nam dạng nghĩ đến đám kia người mưu toan tư nuốt quốc gia bảo tàng nàng tăng thêm những cái đó hư cấu thành phần đều chỉ là vì làm người càng thêm tinh phục cũng không quan trọng nghĩ thông suốt điểm này sau nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vô luận như thế nào ta đều nên nói thanh cảm ơn lo lắng nam dạng trong chốc lát ngủ không được lục thầm yến không lại nhiều cùng nàng nói chuyện hắn cầm tắm rửa quần áo vào phòng tắm tính toán trước tắm rửa một cái nghe một môn chi cách địa phương truyền ra tí tách lịch tiếng nước nam dạng gương mặt ửng đỏ mà hướng trong chăn rụt rụt nàng trong lòng có điểm ngượng ngùng cũng có chút thấp thỏm nhanh như vậy liền đi tắm rửa lục thầm yến là tưởng cùng nàng thân cận bất quá cũng khó trách hắn này sẽ chính trực tâm hỏa tràn đầy thời điểm lại liên tiếp tố nhiều ngày như vậy có ý tưởng cũng là bình thường nam dạng hít sâu một hơi ở chăn phía dưới giật giật chân nghĩ chờ lục thầm yến ra tới lại nói nhưng mà nàng nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ tới lần trước trong mộng những cái đó không thể hiểu được biến mất vàng. Nam dạng tâm niệm khẽ nhúc nhích, dây tiếp theo đột nhiên đã ngủ say. Mụ mụ. Một đạo ngọt thanh tiểu nải âm gọi trở về nam dạng thần trí. Nàng cúi đầu nhìn nhìn ôm vào trong ngực tiểu cô nương, phát hiện chính mình còn mang theo nàng tránh ở phía trước ẩn thân địa phương. Lần này mộng, hình như là trước mộng kéo dài, chỉ là bên ngoài không có những cái đó ồn ào thanh âm. Nam dạng nín thở nghe xong sau một lúc lâu, xác nhận nơi này trừ bỏ nàng cùng trong lòng ngực tiểu gia hỏa không còn có người khác lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi. Những cái đó người xấu đã rời đi sao? Ân ân. Tiểu nải qua điểm điểm đầu nhỏ, hướng về phía nam dạng thẹn thùng cười. Sau đó nàng lôi kéo nam dạng tay, làm nũng dường như quơ quơ, nguyên bản xám xịt sơn động nháy mắt lại tỏa sáng ra ánh vàng rực rỡ sáng rọi. Những cái đó ly kỳ mất tích vàng cùng bảo tàng, lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Nam dạng đem chưa xuất khẩu nói lại nuốt trở vào, chỉ là nhìn không được khiếp sợ mà dò hỏi. Bảo bảo, này đó vàng cùng bảo tàng vừa rồi là bị ngươi ẩn nấp rồi sao? Tiểu gia hỏa không có trả lời nàng vấn đề, nàng nho nhỏ thân mình chui vào kia đôi vàng, thở hỗn hển thở hỗn hển mà phiên thứ gì. Nhưng đem nàng tay ngắn nhỏ cấp bận việc hỏng rồi. Thực mau, tiểu vãng vãng từ bảo tàng bên trong nhảy ra tới một con tính chất ôn nhuận trong suốt, thủ công tinh diệu nhẫn ngọc tới. Tiểu nữ hài cặp kia tròn vo chăn mắt to tràn đầy vui sướng. Nàng hiến vật quý dường như phụng đến nam dạng trước mặt, hướng nàng mềm một mà cười. Ma ma, mang. Nam dạng đáy lòng vừa động, dựa theo vãn vãn tiểu bảo bối chỉ thị đem nhẫn mang tới rồi trên tay. Giây tiếp theo, nàng thấy hoa mắt. Nam dạng kinh ngạc phát hiện, trên tay nàng kia chỉ những cư nhiên biến mất không thấy phản phất dung nhập tới rồi thân thể của nàng trung giống nhau. Đây là Nam dạng còn không có xem minh bạch cái này thao tác, liền thấy vãn vãn nắm tay nàng. Mãn sơn động vàng cùng bảo tàng liền lại lần nữa lại biến mất không thấy. Chương 128 vãn vãn bức họa phân bố ở các nghi khoa. Nhìn trước mắt này kỳ dị một màn, nam dạng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Này bảo tàng bên trong ngọc thạch nhẫn. Hay là chính là trong truyền thuyết không gian. Minh bạch sự thật này sau, nàng bỗng nhiên có loại vận mệnh chú định bị chỉ dẫn cảm giác. Phản phất này đó quốc gia bảo tàng, chúng nó nguyên bản liền không muốn rơi vào kẻ xấu trong tay, tình nguyện vĩnh cửu giấu kín với sơn động cùng này ngọc thạch nhẫn chi gian. Chúng nó chứng kiến văn minh phát triển, cũng là trợ giúp người trong nước một lần nữa hiểu biết lịch sử chân chính diện mạo quan trọng vật dẫn. Không nghĩ lại giống như đã từng giống nhau, đại lượng văn vật lưu lạc hải ngoại, đến nay không có tin tức. Nam dạng bỗng nhiên đã biết này biết trước mộng ý nghĩa. Nàng ôm chặt trong lòng ngực tiểu nữ hài, thử dò hỏi. Bảo bảo, ngươi là như thế nào biết dùng cái này nhẫn có thể đem đồ vật đều thu hồi tới. Tiểu gia hỏa không nói, chỉ là ngoan ngoãn mà rút vào trong lòng ngực nàng, hướng nàng ngọt ngào mà cười. Không chờ nam dạng làm rõ ràng, liền từ trong mộng tỉnh lại. Nàng hồi tưởng trong mộng đem tiểu cô nương mềm ấm thân mình ôm vào trong ngực cảm giác, tổng cảm thấy có chút buồn bã mất mát cảm giác. Chờ đến ăn xong bữa sáng lúc sau, Lục Thầm Yến lại chạy trở về bộ đội. Giang Lưu Ý cùng Lục Kiều Sinh cũng đã trở lại một chuyến, sáng sớm mà đem Đại Bảo Tiểu Bảo tiếp đi bệnh viện, làm cho bọn họ nhìn xem mụ mụ. Nam Dạng đơn giản thu thập một chút, cũng đi theo ra cửa. Mới vừa đi đến Đại viện Nhi Cửa, liền cùng đang chuẩn bị đi quân khu tổng bệnh viện đi làm trình tích khanh cùng Nam Thư chạm vào vừa vặn. Mẹ con ba người chào hỏi, Trình Tích Khanh quan tâm nam dạng vài câu, lại nói lên lục vãn ý tình hình gần đây. Vãn ý nàng thân thể yếu đuối, còn cần lại điều trị một chút, đặc biệt là tinh thần trạng thái rất kém cỏi, trước mắt không rời đi dược vật trị liệu, phỏng chừng đến muốn quá một đoạn thời gian mới có thể xuất viện. Gặp như vậy nhiều năm tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng thương tổn, muốn chữa khỏi đích xác không phải kiện dễ dàng sự. Nam dạng trong lòng nhiều ít cũng có chút dự cảm, liền cảm khái gật gật đầu. Có người nhà cùng hài tử làm bạn tại bên người, ta tin tưởng nàng sẽ một chút khỏi hẳn. Nam thư thương tiếc mà xoa xoa nhà mình muội muội đầu, an ủi nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta cùng mụ mụ mỗi ngày đều sẽ qua đi xem một cái, ngươi cứ yên tâm đem chuyện này giao cho chúng ta đi. Nam dạng một bên một cái ôm lấy tỷ tỷ cùng mụ mụ cánh tay, cười làm nũng, ta mụ mụ cùng tỷ tỷ đều là quân khu tổng viện danh y, có các ngươi nhị vị thủ, ta yên tâm thật sự. Ngươi nha, đều là thành gia người, còn như vậy nghịch ngợm. Trình tích khanh bất đắc dĩ lại sủng nịch mà điểm điểm nàng cái mũi, thập phần hưởng thụ tiểu nữ nhi thân cận. Trò chuyện vài câu nhàn thoại sau, nàng hơi hơi chính xác, nói lên chính sự. Hôm nay bệnh viện muốn tổ chức một hồi huấn luyện tọa đàm, trừ bỏ quân khu tổng bệnh viện ở ngoài, trong kinh thành mặt khác bệnh viện bác sĩ cũng sẽ lại đây tham quan học tập. Nam Thư đem tùy thân cổng bao mở ra tới, cấp nam dạng xem đặt ở bên trong bức họa. Chúng ta đem ngươi muốn tìm cái kia tiểu nữ hài bức họa đóng dấu mấy phân, chờ tham gia tọa đàm thời điểm cầm đi phân phát cho các bệnh viện nhi khoa, nói không chừng có thể có cái gì tân thu hoạch. Đem manh mối mở rộng, tìm được người tỷ lệ cũng là có thể càng nhiều một ít. Cảm nhận được nhà mình mụ mụ cùng tỷ tỷ mãn mãn cẩn thận cùng quan ái, nam dạng trong lòng một mảnh cảm kích. Nàng nhịn không được một tay đem hai người ôm vào trong ngực, cảm ơn mụ mụ, cảm ơn tỷ tỷ. Trình Tích Khanh cùng Nam Thư vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, trên mặt đồng dạng mãn mang theo ý cười. Thời gian không còn sớm, hai người còn muốn đi đi làm, liền đi trước một bước. Cùng nàng hai tách ra sau, Nam Dạng ở phụ cận đi dạo, tìm được rồi một nhà dấu ở hẻm cũ bất động sản người môi giới. Cùng chung quanh mặt khác mới tinh phòng ở bất đồng, trước mặt này tòa nho nhỏ tứ hợp viện nhìn lượt hiện cũ kỹ, bên trong cũng chỉ có cái bác gái ăn mặc toái hoa áo lót ngồi ở trên ghế nằm, phe phẩy cây quạt hóng mát. Nếu không phải ngoài cửa mặt trên tường còn dắt, mổ mổ bất động sản người môi giới, chiêu bài, nam dạng đều còn muốn cho rằng chính mình đi nhầm địa phương, không cẩn thận xông vào nào hộ nhân gia trong nhà đi. Nàng do dự một chút, vẫn là căn gia đầu tiến lên hỏi. A à, Di Hảo, nghe nói ngài nơi này là toàn kinh thành tốt nhất, tin tức nhất linh thông bất động sản người môi giới, ta tưởng cùng ngài hỏi thăm một chút, kinh thành phụ cận đều có chút này đó kêu được với tên thôn A. A Di mở to mắt nhìn nam dạng liếc mắt một cái, nhưng thật ra ngoài dự đoán nhiệt tình. Nha, hảo thủy linh khuê nữ, không cần khách khí như vậy, ta họ tiêu, kêu ta tiếu gì là được. Tiếu gì một phen liền đem nam dạng kéo đến bên người ngồi xuống, đem trong tay quạt hương bộ đưa cho nàng cầm quạt gió sau, còn từ trong phòng bếp cắt điểm dưa hấu lại đây. Muốn nghe được địa phương, ngươi đã có thể tới đúng rồi, này toàn kinh thành còn không có ta tiếu gì không biết thôn. Nói, nàng lấy ra một bộ bản đồ địa hình, ở mặt trên khoa tay múa chân mà chỉ cấp nam dạng xem. Ngươi ngày thường ở tại trong thành khả năng không biết, kinh thành là phồn hoa không sai, nhưng nơi này thôn cũng không ít, nhiều vô số thêm lên, tổng cộng có thể có 3.800 nhiều. Nam dạng Đoạt thiếu 3.800 nhiều Đối mặt cái này ngoài ý liệu con số thiên văn, nam dạng có điểm há hốc mồm. Nhiều như vậy thôn, nếu là tưởng một đám tra qua đi, không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân thủ không nói, có lại nhiều thời giờ cũng là không đủ. Huống chi cũng không có thời gian làm nàng từ từ tới, nàng cần thiết muốn đuổi ở những cái đó người xấu đánh cắp bảo vật phía trước tìm được trong mộng tiểu nữ hài, như vậy mới có thể bảo vệ nàng. Nam dạng ổn ổn tâm thần, lại nghĩ đến ở trong mộng nhìn thấy cái kia sơn động. Sơn động bên ngoài mây mù lượng lờ, độ cao so với mặt biển nhìn rất cao. Tiểu gia hỏa đồ vật ở bên trong, người hẳn là cũng đi không xa, nói không chừng có thể căn cứ này manh mối, tới thu nhỏ lại một chút sưu tầm phạm vi. Tiếu gì, khi này đó thôn phụ cận, có hay không cái gì tương đối cao núi lớn? Tiếu gì đánh giá nam dạng vài lần, xem nàng ăn mặc tinh xảo lại lưu hành một thời, không giống như là cái gì chủ đầu tư linh tinh, liền đem nàng trở thành muốn đi lữ hành du khách. Nhắc tới khởi kinh thành Mỹ thực cảnh đẹp tới, tiếu gì càng là hứng thú bừng bừng, từng cái cấp nam dạng giới thiệu lên. Ngươi nếu là muốn đi leo núi nha, tiếu gì đề cử ngươi mấy cái tất đi, giống Linh Sơn, Hải Đống Sơn, Bạch Thảo Bạn. Từ từ này đó đều là không tồi lạc, đáng giá vừa thấy. Nàng há mồm liền tới, một hơi đề cử hai mươi nhiều tòa lớn lớn bé bé đỉnh núi. Nam dạng nghe được cả người đều có điểm ma, chỉ có thể miễn cưỡng đêm này đó sơn phụ cận phát triển tương đối tốt thôn xóm sàng chọn ra tới, tính toán từng cái đi xem. Cầm tiếu gì cường đưa cho nàng kinh thành du lịch công lược, nam dạng trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Nhưng thật ra cảm thấy tiếu gì này thân thiết lại không gì không biết bộ dáng, cực kỳ giống nàng đời trước nghe nói qua ánh sáng mặt trời khu nhiệt tâm quần chúng. Có bước đầu mục tiêu sau, nam dạng nửa điểm không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài nàng gần nhất mấy ngày này chỉ cần vừa được không, nàng liền đến chỗ chạy vội đi tìm vãng vãng. Xem cá đài khách sạn lớn tọa lạc với vùng ngoại thành một chỗ ven hồ, nam dạng đi tham gia quốc yến diễn tập khi cũng không nhàn rỗi, đem phụ cận một đoạn phạm vi tất cả đều tìm kiếm cái biến. Nàng mỗi ngày cao cường độ đi đường, lượng vận động nhiều đến đáng sợ, nếu là ở đời sau, phỏng chừng là mỗi ngày chiếm lĩnh bằng hữu vòng bước số bìa mặt. Nam dạng đều cảm giác chính mình cẳng chân thượng sắp mọc ra cơ bắp tới đỡ tường xoa xoa nhức mỏi chân, nam dạng bất đắc dĩ đến thẳng thở dài. Nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình như vậy có thể đi, bảo tẩu đoàn đại gia đại nương phỏng chừng đều phải cam bái hạ phong. Nam dạng mới vừa quẹo vào một cái khác ngõ nhỏ, lại không nghĩ vừa nhấc đầu. Liền thấy ngõ nhỏ cuối có vài đạo thân ảnh đi tới. Cách đó không xa, Hồ Kiến Sinh tránh ở chỗ ngoặt nhìn chăm chú vào một màn này, đáy mắt hiện lên vài phần âm hiểm biểu tình tới hư lão tử chuyện cốt tiểu tiện nhân. Nhưng xem như làm lão tử bắt lấy ngươi một người. Chương 129 lại Mỹ lại câu nhân, sinh ra chính là bị nam nhân sủng ái. Từ tới kinh thành về sau, trừ bỏ phương tuệ Mỹ, Hồ Kiến Sinh hỏi thăm đến nhiều nhất chính là về nam gia sự, tự nhiên cũng biết nam dạng đỉnh đỉnh đại danh. Nếu không phải cái này tiểu nương gia quấy rối, hắn nữ nhi phương tuệ Mỹ còn ở nam gia quá đại tiểu thư nhật tử. Nam gia phương gia hai đầu đều có thể đòi tiền. Nào đến nỗi giống hiện tại giống nhau, ra tay keo kiệt bủng xỉn. Đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, huống chi hồ kiến sinh vẫn là cái yêu tiền như mạng. Hắn biết việc này lúc sau đều sắp hận chết nam dạng. Mấy ngày nay hồ kiến sinh vẫn luôn đều đang tìm mọi cách mà hỏi thăm nam dạng tin tức, thậm chí còn chạy đến phụ cận ngõ nhỏ, xa xa mà ngồi canh, nhìn lén quá nàng diện mạo, hôm nay thật vất vả chờ đến nam dạng chính mình một người ra cửa, còn hướng loại này hẻo lánh địa phương chạy, Hồ Kiến Sinh tự nhiên không bỏ được bỏ lỡ cơ hội này. Hắn trời sinh tính giảo hoạt, biết chính mình mới vừa bị thả ra còn ở quan sát kỳ, nếu là lúc này bị bắt lấy nháo sự khẳng định sẽ từ xử phạt nặng, liền không có tự mình ra tay. Mà là ở phụ cận tìm mấy tên côn đồ, xúi dục bọn họ qua đi thu thập nam dạng. Phi, chờ hủy hoại trong sạch, ta xem nàng còn như thế nào thổi phòng chính mình gả cho cái gì lục thủ trưởng. Hồ Kiến Sinh trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến loãng xoảng loãng xoảng vang, chuẩn bị đợi lát nữa chờ thời khắc mấu chốt lại nhảy ra đi bắt giang, hảo mượn này tới bắt chẹt nhục nhã nam dạng. Lục thầm yến mỗi tháng khẳng định có thể có không ít tiền, hắn phu nhân cũng nhất định là giàu đến chảy mở. Chỉ cần nam dạng không nghĩ làm chuyện này ảnh hưởng đến nàng cùng lục thầm yến hôn nhân, còn sầu nàng không nghe hắn uy hiếp, nếu không ra tới phong khẩu phí. Nữ nhân nhất để ý chính là thanh danh, hồ kiến sinh đối chính mình mưu kế thập phần vừa lòng. Hắn đem chính mình toàn bộ giấu ở trong một góc bóng ma sao, chậm đợi tình thế phát triển. Mà này một lát công phu, bốn cái đi vào ngõ nhỏ tên côn đồ cũng thấy rõ ràng nam dạng bộ dạng. Cầm đầu một cái lưu trữ đầu đinh, tên là Uông Khải Nam Nhân trước mắt sáng ngời, nhịn không được lộ ra cái đáng khinh tươi cười. Không nghĩ tới vừa rồi kia đại thúc cư nhiên không gạt người nữ nhân này thật đúng là cái cực phẩm. Hắn tham lam mà nhìn chăm chú vào một mình đi ở ngõ nhỏ trung nam dạng, tầm mắt như có thực chất ở nàng tinh xảo xinh đẹp trên mặt cùng Phật phòng quyến rũ mạng dịu thân hình thượng xẹt qua, ánh mắt càng thêm âm tà. Xem ra các huynh đệ hôm nay muốn hưởng phúc. Còn lại tên côn đồ trong lúc nhất thời không nói chuyện, đều ở lặng lặng mà thưởng thức trước mắt cảnh đẹp. Bọn họ dày xéo quá nữ nhân không ít. Nhưng như vậy cực phẩm vẫn là lần đầu tiên thấy khi khuôn mặt tinh tế đến cùng mới vừa lột xác trứng gà dường như một đôi câu nhân con ngươi nước gợn nhộn nhạo vũ mị quyến rũ dáng người càng là nhìn khiến cho người cổ họng phát khẩn như vậy mỹ nữ nhân quả thực sinh hạ tới chính là phải bị nam nhân sủng ái trương cường thèm đến thẳng nuốt nước miếng chỉ là hắn lá gan không uông thải như vậy đại còn có chút sợ hãi rụt rè ban ngày ban mặt này phụ cận nếu là có người nên làm cái gì bây giờ nơi này như vậy thiên sợ cái gì Cung Khải cười, liền tính bị thấy được cũng không sợ, chúng ta lập tức liền phải đi Trạch Châu, chẳng lẽ còn sợ bọn họ vượt tỉnh bắt chúng ta không thành. Bốn cái lưu manh đều là kẻ tái phạm, những năm gần đây vẫn luôn đều ở kinh thành quanh thân len lỏi làm ác. Thấy gần nhất xã hội trật tự chỉnh đốn nổi bật chính thịnh, chuẩn bị đi Trạch Châu trốn trốn. Lại không nghĩ rằng vừa mới chuẩn bị xuất phát, đã bị Hồ Kiến Sinh cấp ngăn cản xuống dưới. Bọn họ cũng đánh trước khi rời đi cuối cùng lại vớt một bút chủ ý, lúc này mới đáp ứng rồi hồ kiến sinh suối dục, một đường theo đuôi tới rồi này ngõ nhỏ. Lại không nghĩ rằng còn có kinh hỷ bất ngờ. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, ngày thường liền thấy đều không thấy được, không nhân cơ hội hưởng thụ một chút đã có thể mệt lớn. Quân Khải quyết định chủ ý, liền hướng về phía trương cường đám người phất phất tay, nhỏ giọng phân phó nói. Các ngươi phân hai cái đường vòng đi bên kia, nhưng đừng cho nàng chạy mất. Yên tâm đi lão đại, việc này chúng ta thuộc thật sự. Bất quá một lát công phu, nam dạng đã nhảy bén mà đã nhận ra không thích hợp. Nàng nhíu mày nhìn đầu hẻm trước sau bị đám côn đồ hai hai đổ, đại não bay nhanh vận chuyển lên. Nàng lập tức quay đầu liền hướng tới hai hộ nhân gia tường viện trung gian kẹp lối đi nhỏ chạy tới. Quân Khải, Trương Cường đám người liếc nhau, không chút do dự nói. Truy. Nam dạng cố nén trên đùi đau nhức, một đường chạy như bay. Nhưng muốn mệnh chính là, nàng đều một đường chạy đến lối đi nhỏ cuối mới phát hiện nơi này cư nhiên là điều tử lộ. Nam dạng khẽ cắn khóe môi, quay đầu lại mặt vô biểu tình mà nhìn phía sau bốn cái tên côn đồ tay cầm tiểu đao, đầy mặt cười dữ tợn về phía nàng đi tới. Ngươi không phải thực có thể chạy sao, như thế nào không tiếp tục. Chúng ta huynh đệ mấy cái chính là còn không có tận hứng, tưởng lại cùng tiểu mỹ người ngươi hảo hảo chơi chơi. Quân Khải ngoài miệng nói các loại nói bậy tới khiêu khích nam dạng, kỳ thật vẫn luôn ở dùng dư quan quan sát nàng phản ứng ở nhìn thấy nam dạng sắc mặt trắng bệch kia một đôi thủy mắt nhu nhu nhược nhược đuôi mắt đều đỏ hắn còn tưởng rằng nàng đây là bị bọn họ sợ tới mức không khỏi lộ ra cái đắc ý biểu tình mới nói nói mấy câu đã bị dọa thành như vậy xinh đẹp nữ nhân quả nhiên vô dụng hung khải đem trương cường trong tay tiểu đao cầm lại đây khoa tay múa chân muốn hướng nam dạng trên mặt dỗi không nghĩ hủy diệt ngươi này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ngươi liền thức thời điểm cho ta ngoan ngoãn nghe lời Trương Cường giả vờ muốn đi cản hắn tay, ngoài miệng lại không quên ăn ý mà đi theo đe dọa nói. Khải ca, ngươi đừng quên lần trước kia đàn bà sự còn không có xử lý xong, nếu là lần này cái này lại loạn kêu la hoảng, đem những người khác cấp dẫn lại đây làm sao bây giờ? Sợ cái gì, lần trước cái kia nữ dãy dụa thành như vậy, trên cổ tay bị lạc đến tất cả đều là huyết, giọng nói đều sắp khóc ách, không cũng vẫn là lấy chúng ta không có biện pháp. Cung Khải cười đến rất là âm lãnh, bị điếm ô thời điểm khóc kêu muốn chết muốn sống, còn một đầu đánh vào trên tường thiếu chút nữa tự sát, nháo đến ném nửa cái mạng. Nhưng xong việc còn không phải nửa điểm không dám lộ ra, sợ bị người đã biết nàng cấp lão công đội nón xanh bị đuổi ra gia môn. Trong tay hắn kia đem tiểu đao là khai nhận, ở nam dạng gần chỗ vũ vài cái, xâm hàng cảm giác làm cho bọn họ trong cơ thể mặt trái ước số khuếch tán đến lớn nhất. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta bốn cái bên trong không một cái là thứ tốt, ta trong tay cây đao này vẫn là lần trước đoạt kia mấy hộ nhà khi, từ bọn họ trong phòng tìm ra, ngươi đoán, mặt trên dính bao nhiêu người huyết. Nam dạng nhấp môi không có ra tiếng, trong lòng ở nhanh chóng tính toán thoát đi tối ưu phương án. Tình huống hiện tại đối nàng cực kỳ bất lợi, nàng cũng không biết này đó tên côn đồ thực lực. Nhưng con thỏ bị bức nóng nảy cũng là sẽ cắn người, bọn họ trên tay lại có vũ khí sắc bén. Nam dạng ánh mắt thuần lương, thành thật bộ dáng hiển nhiên làm những người này rất là vừa lòng. Cung Khải chậm lại thanh âm, hống nàng vài câu. Bất quá ngươi cũng không cần quá sợ hãi, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta là sẽ không thương tổn ngươi. Trương Cường đã sớm chờ đến không chịu nổi tính tình, gấp không chờ nổi nói. Không chỉ có không giết ngươi, chúng ta ngược lại còn sẽ mang theo ngươi đi trạch châu, vừa vặn dọc theo đường đi chúng ta còn có thể cho nhau làm cái bạn, liền đều có thể không tịch mịch. Nói xong, bốn cái tên côn đồ bị ổi mà hắc hắc nở nụ cười. Chỉ là ngẫm lại kia phó cảnh tượng, bọn họ đều sắp nhạt đã chết. Chương 130 thế cục xoay ngược lại. Nam dạng nghe được bọn họ như thế kiêu ngạo nói, cố nén đáy lòng tức giận. Dư quan thoáng nhìn bên cạnh trên mặt đất ném đem lạng cái xẻng Nàng đáy lòng khẽ nhúc nhích, lui ra phía sau một bước tránh đi uông khải tay, khóe môi treo một mặt sáng lạng tươi cười, không lưng đem cái xẻng cầm lên đề nghị nghe tới không tồi, nhưng ta nếu là không đồng ý đâu. Nữ hài tử trong suốt đáy mắt hiện lên một tia hàng ý, trên mặt nàng mang theo cười, cả người khí tràn lại đột nhiên sắc bén. Quân khải đám người sắc mặt biến đổi, theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng thực mau lại ổn định tâm thần, múa may trong tay tiểu đao các loại đe dọa uy hiếp nàng. Ngươi cho rằng nhặt cái cái sẻn là có thể uy hiếp đến chúng ta. Đừng có nằm mộng, nữ nhân trời sinh sức lực liền tiểu, Ngươi như vậy gầy gầy nhược nhược, còn tưởng cùng chúng ta đua dao nhỏ. Nam dạng cong cong khóe môi, cười đến bừa bãi lại đạm nhiên. Không thử xem ai biết được. Tim bạch đầu ngón tay khấu khẩn cái xẻng, nàng không phải lỗ mãn người. Dám mở miệng khiêu khích nhiều người như vậy, tự nhiên không phải là không hề phòng bị. Này tiểu đạo bên trong bản thân liền thập phần hẹp hòi. Này mấy cái lưu manh trạm đều trạm không khai, hoàn toàn không có thi triển nơi sân muốn tới quần ẩu nàng càng là người si nói mộng. Thế cục hoàn toàn có lợi, nam dạng trong lòng nửa điểm không mang theo túng. Chậm chạp không có thể tìm được trong mộng tiểu nữ hài, mỗi ngày nơi nơi chạy chân đều phải chặt đứt, nàng trong lòng vốn dĩ oán khí liền rất đại, này đàn tên côn đồ xem như đâm họng súng thượng. Nam dạng dơ lên trong tay cái xẻng lấy một cái thập phần hoàng mỹ độ cung hướng về đứng ở đằng trước hai người, đổ ập xuống mà hung hăng đánh qua đi. Cái sẻn chụp quá thời điểm thậm chí còn có thể nghe được bén nhọn tiếng xé gió. Quân Khải bị vững chắc hoảng sợ, chờ đến phản ứng lại đây khi mới phát hiện chính mình cư nhiên chân đều mềm. Nam dạng nhân cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước, nửa điểm không mang theo nương tay. Hung hăng một cái sẻn liền chụp bay Uông Khải trong tay tiểu đao. Các ngươi vừa rồi không phải còn thực ngưu sao, như thế nào hiện tại biết túng. Bình thường một phen cái sẻn, lăng là bị nam dạng vũ ra một loại chơi côn cảm giác cung khải trương cường đám người bất quá là đàn thượng không được mặt bàn tên côn đồ nơi nào gặp qua loại này tư thế đương trường liền có điểm bị dọa choáng váng không có trong tay dao nhỏ bọn họ quả thực so với người bình thường đều còn không bằng trong nháy mắt đã bị nam dạng đổ ở ngõ nhỏ ra sức đánh một đốn vài người đầu gối cùng trên mông đều nóng rát một mảnh quả thực đau đến muốn mệnh đều hận không thể cấp nam dạng quỳ đừng đánh cô nãi nãi chúng ta biết sai rồi về sau khẳng định cũng không dám nữa trêu chọc ngươi. Nam dạng ha hả cười lạnh, động tác không chỉ có không ngừng, ngược lại còn đánh đến ác hơn. Các ngươi khi dễ mặt khác nữ nhân thời điểm có nguyên nhân vì các nàng xin tha liền dừng tay sao, nếu không có, liền cho ta nhắm lại ngươi miệng chó. Vừa rồi nghe này đó súc sinh nói chuyện thời điểm nàng liền tức giận đến không được, hiện tại có cơ hội, đương nhiên đến hảo hảo đáp lễ một chút. Cung khải bọn người bị tấu sợ, thấy nàng trong tay cái sẻn sợ tới mức đều cả người run. Mấy cái đại nam nhân liền phản kháng cũng không dám, bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Một đường ra bên ngoài chạy đồng thời nếu không đình mà quay đầu trở về xem, sợ nam dạng lại đuổi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngõ nhỏ tràn ngập hết đợt này đến đợt khác tiếng quát tháo, nghe tới rất là đồ sộ. Hồ Kiến Sinh ngồi sổn bên ngoài nghe xong sau một lúc lâu, nghe thấy này động tĩnh tức khắc cười. Hắc hắc, Mấy cái bẹp con bê kêu thành như vậy, xem ra ngày thường là không chạm qua như vậy cực phẩm nữ nhân A. Hắn đánh giá nam dạng này sẽ khẳng định đã bị tra tấn thảm, cũng nên đúng lúc mà đi ra ngoài tống tiền làm tiền một chút. Hồ Kiến Sinh một bên tính toán chính mình muốn tới tiền lúc sau nên xài như thế nào, một bên vỗ vỗ tay đứng lên. Đang chuẩn bị hướng ngõ nhỏ lúc đi, lại đột nhiên nhìn thấy ung khải đám người mất mạng dường như điên cuồng chạy trốn. Mấy cái đại nam nhân, Lăng là bị tấu đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Nam dạng lại còn cảm thấy không đã ghiền, cắt cao truy ở phía sau, đánh gần chết mới thôi. A a a. Hoảng loạn trung trương cường không biết một chân dẫm tới rồi cái gì, hét lên một tiếng sau thân thể không chịu khống chế mà đi phía trước đánh tới, lung tung múa may tay còn không biết sao xui xẻo mà bắt được một cái khác tên côn đồ lưng quần. Bốn người dây dưa ở một khối, cùng domino quân bài dường như liên tiếp lăn trên mặt đất, đau đến loạn kêu gọi bậy đáng chết, ngươi dẫm đến ta tay. Ta chân phải bị áp chặt đứt, ai tới cứu cứu ta. Nam dạng mắt lạnh nhìn bọn họ làm trò hề bộ dáng, dơ lên trong tay cái xẻng, hướng uông khải hạ ba đường địa phương phủi đi. Một đám quản không ở lại nửa người xuất sinh, như vậy nhiều trong sạch nữ hài tử dày xéo ở các ngươi trên tay, ta chính là phế đi các ngươi cũng không quá. Lăn lộn ra động tỉnh hấp dẫn một đoàn vây xem quần chúng, chung quanh mãn mãn đều là người. Thấy bốn cái tên côn đồ bị đánh thành như vậy, lại không một cái đi lên cảng, thậm chí còn vì nam dạng nói vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đánh hảo, loại nhân tra này phế đi cũng xứng đáng. Mấy người này lén lút vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, vẫn là nhanh lên báo nguy bắt vì dân trừ hại. Sớm đã có người báo cảnh, nói chuyện công phu, xe cảnh sát liền lôi kéo còi cảnh sát chạy đến. Cung khải đám người ngày thường thấy này tư thế đều hận không thể trốn tránh đi nhưng này sẽ thấy cảnh sát lại cùng thấy mẹ ruột dường như, trực tiếp nhào qua đi ôm lấy cảnh sát chân chính là ngao ngao một đốn bạo khóc. Nhưng tính nhìn thấy các ngươi. Cầu xin các ngươi đem chúng ta bắt đi đi. Cảnh sát. Nam dạng. Vây xem quần chúng. Hồ Kiến Sinh ở bên cạnh xem đến đều trợn tròn mắt. Hắn xem nam dạng lớn lên gầy gầy nhược nhược, còn tưởng rằng nàng là cái dễ khi dễ, không nghĩ tới cư nhiên như vậy cường hãn một cái nhược nữ tử đuổi theo bốn cái đại nam nhân đánh này ai dám tin hồ kiến sinh trong lòng khiếp sợ rất nhiều càng là nhịn không được một trận sợ hãi mấy tên côn đồ không thể trêu vào nam dạng quay đầu lại từ đồn công an ra tới khẳng định nếu muốn biện pháp trả thù hắn xem ra hắn ở kinh thành ngày lành là đến cùng mấy ngày nay đến trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió mới được cuối cùng oán hận nhìn mắt nam dạng nơi phương hướng hồ kiến sinh thừa dịp chung quanh người không chú ý lặng lẽ trốn đi. Chương 131 vừa nghe cầm cái sẻn, Nga, lục thủ trưởng tức Phụ Nhi. Khi cách không mấy ngày, Nam Dạng lại tới nửa đồn công an. Vừa mới bắt đầu thời điểm khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nhưng tới số lần nhiều, nàng này sẽ cũng quen cửa quen nẻo. Đều không cần cảnh sát đồng chí tiếp đón liền chính mình đi theo mặt sau. Ra tới mua đồ ăn lý bác gái cùng Lưu Đại Tỷ vừa vặn cùng nàng đụng phải, thấy thế còn tưởng rằng là ra chuyện gì nàng hai trong lòng lo lắng đến không được, không chút nghĩ ngợi mà liền tới đây dò hỏi. Dạng dạng, phát sinh chuyện gì, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Không đợi nam dạng trả lời, quân khải, trương cường chờ tên côn đồ liền ủ rũ cục đuôi mà từ trên xe cảnh sát xuống dưới. Này mấy cái tiểu bụi đời nhìn liền không phải cái gì thứ tốt. Cũng không biết đều làm chút chuyện gì, mặt đều bị đánh sưng lên, nhìn cùng cái đầu heo dường như lý bác gái lưu đại tỷ đều vô điều kiện thiên vị nam dạng sợ việc này có cái gì hiểu lầm vội vàng tiến lên hướng về cảnh sát giải thích nói cảnh sát đồng chí có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha chúng ta dạng dạng ngày thường nhưng ngoan ở trong nhà chưa bao giờ tùy tiện đánh người chính là trước hai ngày dạng dạng còn phải phụ liên cùng cục công an khen ngợi nói nàng là cái gì nhiệt tâm thị dân đâu cảnh sát đồng chí này mấy cái nam nhìn tham tài háo sắc không giống như là cái gì người tốt khẳng định là bọn họ sai bị hai người lập tức nói trúng rồi bản tính quân khải đám người xấu hổ buồn bực rất nhiều lại cũng ở vì bọn họ vừa rồi lời nói mà kinh hải không thôi có thể bị cục công an cùng phụ liên đều thừa nhận khẳng định có điểm bản lĩnh cũng khó trách nam dạng có thể như vậy ngưu đem bọn họ bốn cái ấn đấm quân khải trong lòng tức giận đến muốn chết cố tình lại lấy nam dạng không có biện pháp chỉ có thể đem này bút trướng ghi tạc hồ kiến sinh trên đầu đáng chết lão Đông Tây, biết rõ bọn họ đánh không lại còn cố ý thiết kế hãm hại bọn họ. Chờ xem, chờ bọn họ đi ra ngoài nhất định đầu một cái lộng chết hắn. Tuy rằng giải thích rõ ràng việc này không phải nam dạng sai, nhưng Lý bác gái cùng Lưu Đại Tỷ tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Nàng hai liền không đi vội vã, đi theo nàng đi đồn công an. Cung khải đám người ủ rũ héo úa, đều bị bắt vừa vặn, tuy nhiên còn vọng tưởng giảo biện. Cảnh sát đồng chí, hiểu lầm, đều là hiểu lầm A, chúng ta chính là xem nàng một người nhàm chán, nghĩ tới đi bồi nàng. Lời còn chưa dứt, đã bị nam dạng cường thế đánh gãy. Điên nói dối cũng muốn giảng điểm đạo lý, cầm đao qua đi bồi ta giải buồn, ngươi như thế nào không nói ta cầm cái sẻn tấu các ngươi vẫn là tưởng cùng các ngươi chơi. Nàng trực tiếp dùng khí tràng đem mấy tên côn đồ áp chế, đưa bọn họ những cái đó uy hiếp nàng lời nói lại thuộc lại một lần sau, nghiêm túc lại nghiêm túc mà cường điệu nói. Mấy người này vừa thấy chính là kẻ tái phạm, gây án thủ pháp thập phần thành thạo, còn không có chút nào hối cải chi ý, hơn nữa bọn họ còn chính miệng nói muốn len lỏi đến Trạch Châu tiếp tục phạm án, là thật đánh thật xã hội không yên ổn phần tử. Đang nói khởi cái kia bị làm bẩn phụ nữ khi, nam dạng biểu tình ngưng trọng. Này mấy cái súc sinh, vì sinh chính mình nhất thời cực nhanh, hủy diệt lại là một cái vô tội phụ nữ cả đời. Nam dạng cùng những cái đó đã chịu thương tổn người chưa từng gặp mặt quá, lại là tình ý chân thành mà ở phẫn nộ. Tại đây loại sự thượng, bị làm bẩn phụ nữ mới là người bị hại, các nàng không có làm sai bất luận cái gì sự, cũng không nên bởi vậy mà đã chịu bất luận cái gì phê phán. Nàng lời nói khẩn thiết, cố ý cường điệu nhất định phải bảo vệ tốt người bị hại riêng tư sự. Đồng công an nội nữ cảnh sát nhịn không được cảm thán, cũng cũng chỉ có nữ tính có thể tại đây loại sự tình thượng như thế tinh tế, suy xét chu toàn. Ở chính mắt chứng kiến nhiều chuyện như vậy lúc sau, những người khác trong lòng đối nam dạng cũng là bội phục đến không được. Phụ trách thẩm vấn người càng là không ngừng múa bút thành văn, sợ để sót nào đó chi tiết. Quân Khải, Lý Cường đám người quả thực muốn khóc vừng Bọn họ vi phạm pháp lệnh nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đá đến như vậy ngạnh ván sắt. Không ngừng bọn họ như thế nào cầu xin, cảnh sát đồng chí đều không lưu tình chút nào, trực tiếp làm cho bọn họ bị chụp tới giam giữ phụ trách thẩm vấn việc này cảnh sát đều nhịn không được giơ ngón tay cái lên cười khen nam dạng vài câu nếu là sở hữu thị dân đều có thể giống nam dạng đồng chí giống nhau nhiệt tâm giảng lễ pháp chúng ta kinh thành nhất định là cả nước trị an suất tối cao tốt nhất thành thị lý bác gái cùng lưu đại tỷ đều còn lòng còn sợ hãi đối với nam dạng càng là khích lệ cái không ngừng vừa rồi chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì còn tưởng rằng mấy người kia chỉ là trộm điểm đồ vật không nghĩ tới cư nhiên như vậy súc sinh không hổ là chúng ta dạng dạng, đối phó loại nhân tra này liền không thể nương tay, nhất định phải trừ gian trừng ác. Mắt thấy hai vị trưởng bối khen đến càng ngày càng khoa trương, nam dạng mặt đều có điểm đỏ. Quá khen, lần này cũng là bọn họ khiêu khích trước đây, ta mới thuận tay đưa bọn họ tới đồn công an. Nàng theo bản năng tưởng sờ sờ tóc, giơ tay lại phát hiện cái sẻn cư nhiên còn ở trong tay cầm. Bên cạnh đồn công an người cũng chú ý tới cái này chi tiết gọi điện thoại đuổi kịp mặt phản ứng thời điểm, thuận đường cũng đề ra một miệng. Không nghĩ tới vừa nghe nói là cầm cái sẹng, lớn lên đặc biệt đẹp tuổi trẻ tiểu cô nương. Đối diện đều không cần thấy, cũng đã phân biệt ra nam dạng thân phận. Ha ha, lần này lập công lại là lục thủ trưởng gia tức phụ nhi đi. Vị kia nữ đồng chí thật đúng là khó lường. Đồng công an người cũng chưa nghĩ đến nam dạng thân phận cư nhiên như vậy không bình thường. Vừa nghe nói nàng là lục thủ trưởng lão bà, đều nhịn không được lộ ra chấn động biểu tình. Mãi cho đến đều đi ra đồn công an, Lý Bác Cái cùng Lưu đại tỷ còn đắm chìm ở tên côn đồ sự, đối với Nam Dạng khen không dứt miệng. "Dạng Dạng ngươi hôm nay việc này làm được chính là thật xinh đẹp, chúng ta cũng đến giống ngươi học tập mới đúng." Lưu đại tỷ hồi tưởng vừa rồi Nam Dạng giảng thuật gặp khi dễ phụ nữ, đều nhịn không được đau lòng đến nước mắt lưng tròng. Ngày thường đại gia đụng tới những việc này đều là cố nén không nói, sợ bị người đã biết ở sau lưng nói xấu, từ nghe nói dạng dạng những việc này lúc sau, ta mới cảm thấy loại này quan niệm sai rồi, kỳ thật phụ nữ cũng có thể đứng ra, phản kháng hết thảy thương tổn chính mình hành vi. Chương 132 nghe được muốn cử báo, nàng hoảng thần. Nam dạng lặng lặng mà nghe, các nàng có thể nghĩ như vậy tự nhiên là tốt. Đáng tiếc mãi cho đến đời sau, chuyện như vậy vẫn là không ít. Nhưng Lý bác gái cùng Lưu Đại Tỷ cảm xúc còn không chỉ có tại đây. Chờ mua xong đồ ăn trở về đại viện lúc sau, nàng hai còn thừa dịp các gia các hộ đều ra tới đi bộ phơi nắng công phu, các loại cổ suý nam dạng hôm nay sự tích. Không chỉ có là trong đại viện tiểu hài tử, ngay cả các đại nhân cũng nghe đến mùi ngon. Chỉ là mọi người trọng điểm điểm đều không lớn tương đồng, các nữ nhân càng thêm đau lòng nàng sợ đã chịu tao ngộ, rốt cuộc rất nguy hiểm. Thảo luận nửa ngày sau, đại gia đạt thành một cái cộng đồng ý tưởng. Đó chính là phải hướng nam dạng học tập, cùng nàng giống nhau tranh đương nhiệt tâm thị dân, tố giác càng nhiều người xấu. Nếu là chúng ta cử báo người xấu đủ nhiều, nói không chừng cũng có thể cùng dạng dạng giống nhau, đồng công an đều mau nhận thức nàng. Đúng vậy đúng vậy, ta khả năng còn có thể hỗn đến một trương phụ liên cấp giấy khen đâu. Có thể ở lại ở quân khu đại viện hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bối cảnh. Nhà bọn họ ăn mặc không lo, nhưng loại này đặc thù giải thưởng lại là cầu còn không được. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại viện hình thành một cổ nhiệt tâm ánh sáng mặt trời khu quần chúng hảo không khí, thậm chí còn có không ít người đều tưởng đi theo nam dạng học dùng như thế nào cái xẻng. Chờ nam dạng nghe nói chuyện này thời điểm, cả người đều có chút dở khóc dở cười, hoàn toàn giải thích không rõ. Một chiếc ngoại quốc nhập khẩu siêu xe ở đại viện nhi phụ cận xử quá. Sở Kinh Anh vẫn là kia phó mặt mày hòa ái bộ dáng, nàng mới vừa đi phương Triết Minh nơi nhà máy nói xong việc trở về, chính một bên xử lý công tác, một bên nghe trợ lý hội báo kế tiếp hành trình. Sở tổng, nhà máy sự vụ trên cơ bản đều thương nghị xong, chỉ cần chờ hợp đồng ra tới lúc sau ký tên một chút liền có thể. Kế tiếp ngày công tác đã toàn bộ kết thúc, yêu cầu ta đưa ngài về nhà nghỉ ngơi sao? Sở Kinh Anh vừa định muốn mở miệng, dư quan lại đột nhiên quét tới rồi ven đường cao ngất tường vây. nàng ánh mắt hơi hơi chớp động đem vừa muốn xuất khẩu nói lại nuốt trở vào mỉm cười nói nếu ta nhớ không lầm nói nơi này hẳn là chính là quân khu người nhà đại viện đi dù sao đợi lát nữa nhàn rỗi cũng không có việc gì không bằng chúng ta ở phụ cận dò hỏi hạ vào nghề ý đồ trợ lý muốn nói lại thôi mà nhìn nàng một cái trong lòng tổng cảm thấy có điểm nghi hoặc bọn họ tân khai công ty không phải internet ngành sản xuất sao như thế nào còn muốn đi quân khu đại viện nhi phụ cận làm tuyên truyền nhưng thân là một cái đủ tư cách làm công người, hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ lão bản làm bất luận cái gì quyết định. Tốt sở tổng. Tạp vụ chiếc xe vào không được đại viện, sở kinh anh cũng chỉ có thể đem xe ngừng ở bên ngoài. Nàng bất động thanh sắc mà quan sát đến đại viện chung quanh an bảo công tác, bước chân cũng càng dựa càng gần. Trước cuộc ở xuyên thấu qua cổng nhìn đến bên trong cư dân nhóm, sở kinh anh còn không có tới kịp có khác ý tưởng, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi cùng nàng trong tưởng tượng cảnh tượng không quá tương đồng, quân khu trong đại viện cư dân nhóm ở nói chuyện phím thời điểm, cư nhiên còn có người ở giáo đại gia phòng thân thuật. Khi tư thế, nhìn cùng phía trước toàn dân toàn binh thời điểm dường như. Sở kinh anh nhịn không được để sát vào, muốn xem đến càng rõ ràng một ít. Kết quả liền nghe được lý bác gái đại tiếng nói từ đại viện nhi bên trong truyền ra tới. Trong khoảng thời gian này mọi người đều cảnh giác một chút, nếu là thấy có cái gì khả nghi đối tượng, trực tiếp cử báo cử báo vì cái gì muốn cử báo sở kinh anh sắc mặt biến đổi trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số loại ý tưởng không đợi nàng nghĩ ra nên như thế nào ứng đối đột nhiên truyền đến một đạo ngọc thanh giọng nữ xin hỏi ngươi có chuyện gì sao sở kinh anh một hồi thần liền thấy nam dạng đang từ bên trong đã đi tới nhíu mày nhìn chằm chằm nàng nhìn ra nàng đáy mắt kinh ngạc sở kinh anh trong lòng hung hăng lộc bột một chút nàng vội vàng thu liễm vừa rồi thất thố, thay một bộ từ ái biểu tình. Không có gì, ngươi là nam tiểu thư đi. Ta nghe Triết Minh nhắc tới quá ngươi, ta đi ngang qua nghe được trong đại viện mặt thực náo nhiệt, có điểm tò mò liền tới đây nhìn một cái. Kết quả nghe thế nhóm người muốn loạn cử báo. Nam dạng gật gật đầu, như là tin nàng lời nói giống nhau, biểu tình phúc hậu và vô hại. Sở kinh anh cầu mà không được, nàng lúc này tâm tư thực loạn, sợ bị trong đại viện những cái đó toái miệng các bác gái nhìn ra cái gì bại lộ tới, vội không ngừng lý do rời đi. Nhìn nàng lực hiện hoảng loạn bước chân, nam dạng hiếp lại nổi lên con ngươi, đáy lòng nghi ngờ càng sâu. Chương 133 gã cho lục thủ trưởng phong cảnh thật sự. Dạng dạng, ngươi làm gì vậy đâu? Nam dạng phục hồi tinh thần lại, hướng về phía lý bác gái dường như không có việc gì mà cười một cái. Không có gì, chính là nhìn đến một cái tương đối quen mặt người, ta ra tới cùng nàng chào hỏi một cái. Bởi vì cử báo người xấu lấy cờ thưởng sự, trong đại viện hàng xóm nhóm gần nhất đối bất luận cái gì gió thổi cỏ lay động tỉnh đều nhạy bén thật sự. Trước cuộc không có chứng cứ, vì tránh cho sinh ra cái gì không cần thiết hiểu lầm, nam dạng cũng không có đề cập vừa rồi sở kinh anh ở ngoài cửa trộn nhìn trộn nơi này sự tình. Nàng đi theo lý bác gái đi cổng lớn phụ cận trái cây quán mua trái cây, lưu đại tỷ các nàng cũng ở chỗ này. Dạng dạng vừa lúc chúng ta đang nói quá mấy ngày muốn ở kinh thành tổ chức quốc tế thể dục thịnh hội sự đâu, nghe nói mấy ngày nay liền phải tiến hành lễ khai mạc diễn tập, ngươi thần thông quảng đại, có thể hay không cho đại gia hỏa làm đến giờ vé vào cửa A. Nam dạng bất đắc dĩ mà buông tay, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Diễn tập sự ta cũng nghe nói, bất quá có thể tham gia danh ngạch hữu hạn, ta cũng không có gì phương pháp, vé vào cửa chỉ sợ là không hy vọng xem ra chúng ta trong đại viện là không ai có cái này phúc khí lạc. Hàng xóm nhóm vốn dĩ chính là thuận miệng cùng nàng chỉ đùa một chút, thực mau liền lại hi hi ha ha mà thay đổi cái đề tài. Nghe nói diễn tập cùng ngày còn có thể xem pháo hoa đâu, kia trận trượng ngẫm lại liền đến không được, khẳng định đặc biệt đẹp. Diễn tập cụ thể nhật tử còn không biết đâu, đại gia hỏa cũng đã chờ mong đến không được. Gần nhất luôn là thèm ăn, mới vừa cổng liêu mai ăn không ít ăn vặt phương tuệ Mỹ một hồi tới, liền nghe được các nàng nhiệt liệt thảo luận đề tài. Phương Tuệ Mỹ nháy mắt tới hứng thú, tùy tay lau đem ngoài miệng dầu mỡ, liền đỡ bụng thông thả ung dung mà thấu qua đi. Quốc tế thể dục thịnh hội lễ khai mạc diễn tập như vậy chuyện quan trọng, người bình thường đương nhiên không cái này phúc khí đi xem lạc. Toàn bộ đại viện người đối nàng cũng chưa cái gì hảo cảm, lưu đại mụ càng là vừa thấy nàng liền đứng lên che ở nam dạng trước mặt, dựng mi quát lên. Phương tuệ Mỹ, ngươi hiện tại đều không phải nam gia người còn cả ngày hướng chúng ta quân khu người nhà đại viện phụ cận chạy cái gì ngươi chẳng lẽ còn tưởng tiếng chúng ta người nhà đại viện sao phương tuệ mỹ bị mắng đến trên mặt không nhịn được ta lại chưa tiến vào sao con đường này là nhà các ngươi a nàng biểu tình đổi đổi nhưng thực mau lại bình tĩnh lại cười đến rất là không có sợ hãi đừng nóng vội nha lưu đại tỷ ngươi không phải muốn đi xem diễn tập sao người khác làm không đến vé vào cửa, nhưng ta nơi này chính là có, hơn nữa ngồi vẫn là hàng phía trước. Tốt như vậy phiếu, người giác bên ngoài chính là mua đều mua không được. Khó được có cơ hội có thể dẫm nam dạng một đầu, đem phía trước mất đi bãi đều tìm trở về, phương tuệ Mỹ này sẽ nhân kính mà khoe ra. Sợ nơi này có một người không biết nàng lão công cùng công công là có người có bản lĩnh lớn. Vượt quốc xí nghiệp ái hoa công ty các ngươi biết không? chính là danh nghĩa công ty kéo dài qua các sản nghiệp cái kia, nhân gia lão bản sở tổng cùng ta công công quan hệ hảo vô cùng, lần này đáp ứng lời mời tham gia lễ khai mạc diễn tập, còn cố ý điểm danh nói muốn mang nhà của chúng ta người cùng đi. Phương Tuệ Mỹ cố ý đối với nam dạng đỉnh đỉnh bụng, một bên thổi phồng cái không ngừng, một bên thập phần tự quen thuộc mà đi đến lý bác gái bên người, còn thuận tay cầm một cái tiểu du đào, trực tiếp coi như làm là thí ăn. Từ mang thai lúc sau, Liêu Mai cả ngày quản nàng này không cho ăn kia không cho ăn, nàng đều sắp thèm đã chết. Này sẽ chỉ cần nhìn thấy điểm ăn, liền cầm lòng không đậu mà tưởng hướng trong miệng tắt. Trừ bỏ tham gia lễ khai mạc diễn tập ở ngoài, sở tổng thậm chí còn có thể mang theo chúng ta cùng đi ăn quốc yến đâu. Tính, phỏng chừng các ngươi liền quốc yến cũng không biết là cái gì, bên trong đồ ăn nhưng tất cả đều là cả nước đứng đầu đầu bếp làm, tiêu tiền mua đều mua không được. Nói xong, phương tuệ mỹ nhịn không được có chút chột dạ lễ khai mạc diễn tập là thật sự rốt cuộc muốn nhìn chỉ cần có vé vào cửa là có thể đi vào nhưng quốc yến bất đồng danh ngạch đều là hữu hạn có thể tham gia đều là có ảnh hưởng lực người bất quá nàng vào không được người khác tự nhiên cũng vào không được liền tính nàng nói dối thì lại thế nào dù sao nơi này cũng không ai có thể vạch trần nàng nghĩ đến đây phương tuệ mỹ càng thêm đúng lý hợp tình lên vì làm chính mình nói nghe tới lợi hại hơn nàng thổi bay ngư tới càng thêm không biên nghe nói kia quốc yến thượng tất cả đều là sơn trân hải vị bào ngư tôm hùng đôi đến cùng tiểu sơn giống nhau muốn ăn nhiều ít là có thể ăn nhiều ít nói nàng cúi đầu sờ sờ chính mình bụng biểu tình ôn nhu lại tự hào còn phải là ta nhi tử cũng chưa sinh ra đâu cũng đã ăn thượng quốc yến này trình độ nơi nào là người bình thường có thể so sánh được tham dự quốc yến đại bộ phận lưu trình nam dạng Phương Tuệ Mỹ nói nhưng thật ra so sướng còn dễ nghe, mệt nàng có thể nghĩ ra. Chung quanh các bác gái tuy rằng không biết nội tình, nhưng nghe xong Phương Tuệ Mỹ nói cũng sôi nổi lộ ra một lời khó nói hết biểu tình tới. Lưu đại tỷ nửa điểm không cho mặt mũi, trực tiếp một chống nạnh đương trường khai dỗi. Ngươi có vé vào cửa quan chúng ta chuyện gì? Ngươi lại không có khả năng đem vé vào cửa nhường cho chúng ta đi tham gia, xú khoe khoan cái gì? Tính, cùng loại người này so đo không thú vị. Lý bác gái hướng về phía phương tuệ Mỹ mắt trợn trắng, trực tiếp đem lưu đại tỷ ngăn cản xuống dưới, thuận miệng tách ra đề tài. Ngươi lần trước không phải cùng ta nói nhà ngươi loại ở vườn hoa bên trong đồ ăn đều nảy mầm sao, vừa lúc sấn hiện tại có thời gian, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi đứng dậy, đi theo rời đi. Trái cây quán bên này trong lúc nhất thời cũng chỉ dư lại phương tuệ Mỹ cùng nam dạng hai người. Nàng không có có thể khoe khoang đối tượng, lại nhìn nam dạng trên mặt mang cười nhàn nhạt đánh giá nàng bộ dáng tức khắc trong lòng sinh ra một cổ tử tà hỏa cười 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 có cái gì buồn cười y nàng tới xem nam dạng chính là ghen ghét giống nàng loại người này khẳng định liền pháo hoa cũng chưa xem qua liền đạt được lễ khai mạc diễn tập vé vào cửa tư cách đều không có càng đừng nói quốc yến phương tuệ mỹ nhịn không được vọng tưởng lễ khai mạc cùng ngày nam dạng ở cửa tể đến muốn chết lại chỉ có thể duỗi dài cổ đầy mặt hâm mộ mà nhìn theo nàng vào bàn bộ dáng. Nàng càng nghĩ càng đắc ý, nhìn về phía nam dạng ánh mắt đều nhịn không được mang lên thương hại. Nói ra ngươi khả năng không tin, đừng nhìn ngươi này sẽ gả cho lục thủ trưởng phong cảnh thật sự, kỳ thật nha, ngươi đời này đều không thể đạt được chân chính hạnh phúc. Chương 134 vãn vãn có cho nàng chống lưng người. Phương Tuệ Mỹ tưởng tượng đến nam dạng về sau so nàng nghèo rất nhiều, lại còn có sinh không ra hài tử, chỉ có thể cả đời cho người khác hài tử đương mẹ, nàng liền nhạc hôn mê. Nam dạng Nếu Phương Tuệ Mỹ nói hạnh phúc là chỉ sinh cái long ngạo thiên nam chủ, lại hy sinh cả nhà cấp nhi tử đương đá kê chân nói, khi nàng xác thật là so bất quá. Nam dạng công môi, cười như không cười nói, chúc ngươi thành công đi. Phương Tuệ Mỹ bị nam dạng âm dương quái khí ngữ khí hung hăng ngạnh một chút, nhưng cũng không có thể nghe ra nàng lời nói thâm ý nàng chỉ có thể mặc âm trầm ở trong lòng âm thầm phân cao thấp chờ coi đi nàng sớm hay muộn muốn cho nam giảng biết ai mới là cười đến cuối cùng nữ nhân ngoại thành sơn thôn nhậm quân nhã tóc rối tung đầy mặt ai oán mà cầm cái chổi rửa sạch chấm đất bản nàng cả người quả thực đều sắp vội điên rồi đáng chết này đều nhiều ít thiên kiều thắng bọn họ như thế nào còn không trở lại này tiểu thí hài lại không phải ta thân sinh hài tử dựa vào cái gì chỉ đem nàng quăng cho ta một cái quản. Mới vừa đem vãng vãng mang về tới mấy ngày còn hảo, trừ bỏ phát sốt chiếu cố một chút, khác nhưng thật ra không cần nhọc lòng, cho ngụm ăn không đến mức đói chết là được. Nhưng mấy ngày nay thôn ủy người cũng không biết đã phát cái gì điên, mỗi ngày hướng nhà nàng chạy, đều hận không thể trực tiếp trụ hạ, thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm nàng nhất cử nhất động. Nhậm quân nhã một cái không sinh quá hài tử, mấy ngày nay đều sắp bị bức thành chuyên nghiệp cấp bảo mẫu nàng cả ngày mang theo vãn vãn mệt chết mệt sống không nói còn cho nàng mua siêu cấp nhiều món đồ chơi hiện tại vàng cùng bảo tàng cũng chưa tìm được đâu trong nhà tiền tiết kiệm nhưng thật ra mau thấy đấy nhậm quân nhã vừa nhớ tới liền cảm thấy thịt đau đến không được da mặt đều nhịn không được đi theo co giật một chút nhắc tào tháo tào tháo đến nàng bên này đang điên cuồng ở trong lòng chửi má nó đâu vừa chuyển đầu liền thấy vương mau mau hắn ông ngoại bà ngoại lại tới nữa Hai vị ở thôn ủy hội lão nhân cùng đôn đốc dường như, vừa vào cửa liền thẳng đến vãn vãn, yêu thương đến cùng thân cháu gái dường như, đem nàng ôm vào trong ngực đều luyến tiếc buông. Một ngày không gặp, chúng ta vãn vãn lại xinh đẹp. Hôm nay ngươi thẩm thẩm đều cho ngươi ăn chút gì, hương vị thế nào, ăn ngon không nha. Vãn vãn rút vào trương lão thái thái ấm áp trong ngực, bị nàng ôm ước lượng tới ước lượng đi động tác đậu đến thanh khách cười không ngừng, nải thanh nảy khí mà nhất nhất trả lời trương nải nải cũng xinh đẹp cơm chiều có thịt thịt hảo thứ tiểu gia hỏa tuổi không lớn nói chuyện đều còn không quá nhanh nhẹn đâu nhưng mặc kệ người khác hỏi cái gì nàng đều sẽ nỗ lực mà đi trả lời cặp kia ước dầm về mắt mèo xem đến trương lão thái thái tâm đều phải hòa tan ông tay nàng nhịn không được lại nắm thật chặt tâm can bảo bối dường như đau vãn vãn hảo ngoan nhất định phải hảo hảo ăn cơm nhiều hơn trường thịt mới được trương nãi nãi xem ngươi đều gầy. Nhậm quân nhã. Nàng nhịn không được lộ ra một đôi mắt cá chết, cả người đều hỏng mất đến không được. Hảo hảo người sao có thể gầy nhanh như vậy. Này hai lão nhân mỗi ngày hướng nhà nàng chạy, gần nhất liền đem vãn vãn ôm trong lòng ngực không chịu buông tay. Biết rõ nàng thể trọng cùng ngày hôm qua giống nhau, còn tại đây trợn mắt nói dối. Nhậm quân nhã hoài nghi bọn họ là cố ý, vì cho nàng tạo áp lực nhưng là nàng lại không dám lắm miệng, chỉ có thể nén giận. Trương lão gia tử đem nhậm quân nhã biểu hiện xem ở trong mắt, trong lòng càng là khinh thường. Vãn vãn lại ngoan lại đáng yêu, động sinh sinh cùng cái tiểu nải đoàn dường như. Bọn họ người ngoài nhìn đều thích không được, nhậm quân nhã cái này đương thím lại có thể đem hài tử dưỡng đến gầy thành như vậy, hắn lão nhân nói nàng vài câu làm sao vậy. Trương lão gia tử cùng trương lão thái thái biết nhậm quân nhã không vui làm cho bọn họ tới nhưng bọn hắn chính là không thay đổi, chính là ăn vạ không đi. Vãn vãn, Trương gia gia, Trương nãi nãi hôm nay không có việc gì, ở lâu hạ bồi ngươi chơi một hồi được không nha? Nhậm Quân Nhã quả thực bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, vãn vãn lại là vui vẻ đến cười cái không ngừng. Nàng thực thích hai vị này lão nhân, cảm giác bọn họ thực ấm áp rất có ái. Tự nhiên là ước gì làm hai người có thể ở lâu tiếp theo sẽ. Lưu lại. Chơi Tiểu gia hỏa mi mắt công công, trên má như ẩn như hiện má lúng đồng tiền nải ngọt nải ngọt. Trương lão thái thái nhịn không được đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực hôn hôn, trong lòng thương tiếc rất nhiều, càng thêm muốn nhiều vì nàng làm chút cái gì. Quân nhã, nhà ngươi không có trưởng bối, chúng ta này đó lão hàng xóm liền thác phần lớn giáo dục ngươi vài câu. Dưỡng hài tử loại sự tình này không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, không chỉ có là ngày thường ăn, mặc, ở, đi lại, tư tưởng giáo dục thượng cũng nửa điểm không thể rơi xuống. Trương lão thái thái giáo dục nhậm quân nhã nửa ngày, không thể lại cấp hài tử ăn dầu muối đại không khỏe mạnh thực phẩm, lại kêu nàng lại chuẩn bị chút vừa độ tuổi vẽ bổn linh tinh đồ vật. Mắt thấy lại quá cái một hai năm, vãn vãn cũng liền đến thượng nhà trẻ số tuổi, học tập thượng sự nhưng qua loa không được, dù sao ngươi ở trong nhà cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, không bằng trước tiên giáo hài tử nhận biết chữ. Trương lão gia tử cũng đúng lúc đi theo bổ sung, gần nhất đúng là bình xét thôn phong thôn mạo thời điểm mấu chốt mỗi một cái thôn dân đều nên tự giác ra một phần lực ta nhưng không cho phép xuất hiện bất luận cái gì không lo hành vi người nhà cùng quê nhà chi gian đều phải đoàn kết hữu ái nhậm quân nhã tuy rằng lão gia tử lời nói không nhắc tới nàng tên nhưng nàng như thế nào tổng cảm thấy những câu đều đang nội hàm gõ nàng ở hai vị lão nhân thay phiên gõ tẩy não hạ nhậm quân nhã bị thành công cua nàng giống cái cần lao tiểu ông mật giống nhau ở trong sân bận việc cái không ngừng nhậm quân nhã nghe răng trợn mắt một hồi quét quét nơi này một hồi lau lau nơi đó đem toàn bộ nhà ở quét tước đến không dính bụi trần xong việc nàng còn không rảnh lo nghỉ ngơi lại thở hổn hển thở hổn hển dựa theo hai người bọn họ viết thực đơn tấp bắt đầu làm bảo bảo chuyên môn ăn khỏe mạnh dinh dưỡng cơm nhậm quân nhã khổ không nói nổi cảm giác chính mình giống như là vãn vãn lão người hầu liền tính là đội sản xuất lừa, nàng cũng đến nghỉ ngơi một chút đi. Chương 135, tìm tới tàn bảo đồ, kim tử điểm ra hiện. Chỉ cần có hai vị lão nhân tại, vãn vãn không chỉ có không cần lại chịu tội, còn có thể đánh đóng vai phải trắng tinh, ăn các loại đồ ăn ngon. Nghe trong không khí tràn ngập điềm hương vị, tiểu gia hỏa đã lâu lại cảm nhận được gia đình cảm giác. Vãn vãn một đôi ướp sủng mắt to sáng lóng lánh nàng như cái cái đuôi nhỏ giống như đi theo trương lão gia tử cùng trương lão thái thái đằng sau, nắm hai vị lão nhân tay nhỏ trong thôn khắp nơi đi dạo. Trong thôn những người khác đối cái này đáng yêu nhu thuận tiểu cô nương cũng là thích đến không được. Phàm là trông thấy nàng cũng nhịn không được muốn cho nàng hướng trong túi nhét đem ăn vặt, lại sờ sờ nàng mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, tán dương không ngừng. Nhỏ như vậy liền biết nghe gia gia nãi nãi lời nói, vãn vãn tốt ngoan. Vãn vãn càng nghe con mắt càng sáng, Tiểu gia hỏa vừa ra cửa lúc biểu lộ còn có chút xấu hổ ngại ngùng. Nhưng dọc theo con đường này nụ cười trên mặt liền không có đến rơi xuống qua. Trương lão thái thái đưa nàng đáng yêu vừa đáng thương biểu hiện nhìn ở trong mắt, nhìn không được âm thầm thở dài. Tốt bao nhiêu nhiều đứa bé hiểu chuyện nha. Cũng không biết đều trải qua thứ gì, mới có thể tại vốn nên hoạt bát yêu động niên kỹ, bị dày vò thành lời nói cũng không dám nói dáng vẻ. Tại đưa vãn vãn khi về nhà, Trương lão thái thái lấy ra một bồn nhỏ mình tự tay trồng bồn hoa đến, nhét vào tiểu gia hỏa trong tay. Ngoan ngoãn ngươi nhìn, hoa này cùng ngươi nhiều giống, mặc dù bây giờ nhìn xem nhỏ bé, chỉ có một chút lá xanh, nhưng là sinh cơ dạt dào, chỉ cần chiếu cố thật tốt, không bao lâu liền có thể mọc ra xinh đẹp đóa hoa tới. vảng vãng chớp nho đen giống như mắt to, tỉnh tỉnh mê mê địa gật gật cái đầu nhỏ, lại xông lão thái thái ngọt ngào cười. Vãn vãng, vãng hội. Chiếu cố tốt, sau đó nhìn hoa hoa trương lão thái thái cười vuốt vuốt nhỏ sửa đoàn cái đầu nhỏ ôm nhu dụ dỗ nói thời gian không còn sớm trương gia gia cùng trương nãi nãi nên trở về nhà có điều chờ thêm mấy ngày mau mau ca ca muốn về trong thôn đến đến lúc đó để hắn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa có được hay không mặc dù cùng vương mau mau chỉ chơi qua một lần nhưng vãn vãn đặc biệt thích cái này duy nhất bạn chơi nàng nghe vậy vui vẻ nhẹ gật đầu mềm mềm lên tiếng Khoảng cách vương mau mau đến còn phải vài ngày thời gian đâu, nhưng tiểu gia hỏa đã bắt đầu yên lặng mong đợi. Nhậm quân nhã nhìn xem vãn vãn nụ cười trên mặt, lại là tức giận đến đều nhanh muốn học máu. Nàng cả ngày làm việc mệt mỏi muốn chết, hết lần này tới lần khác còn không dám nói lung tung. Lúc đầu nhà nàng phòng ở ở phải xa xôi, chung quanh liền cái hàng xóm đều không có, đặc biệt tự do. Nhưng thôn ủy mấy ngày nay không biết rút cái gì điên. Nói cái gì nhà nàng hoàn cảnh không tốt có chướng ngại thưởng thức, ảnh hưởng thôn cho thôn mạo. Nhất định phải nàng đem trong trong ngoài ngoài cỏ dại tất cả đều diệt trừ. Không có Trương lão gia tử cùng Trương lão thái thái, còn có thật nhiều người ở chung quanh nhìn chằm chằm nàng. Nhậm Quân Nhã liền lười biến phàn nàng vài câu công phu đều rút ra không được, chỉ có thể tiếp tục làm việc phải xoay quanh. Nàng mỗi ngày đều muốn đem phòng ở lao bên trên một lần, quả thực mệt mỏi muốn ói hết lần này tới lần khác hài tử lại còn không nói láo nhậm quân nhã sợ ngày nào đói bụng đến vãn vãn lại sẽ bị thôn bỉ nắm được cán hung hăng chịu một trận giáo huấn nàng chỉ có thể kéo lấy mỏi mệt thân thể tiếp tục nấu cơm đợi đến ban đêm nhậm quân nhã rưng rưng hầu hạ vãn vãn ăn cơm chiều liền trực tiếp ngã chổng vó ở trên giường ngủ ngất đi nàng thật muốn khóc chết rồi trong mộng đều biến thành vãn vãn rửa chân tỳ hoàn toàn không dừng được trong một phòng khác vãn vãn mình bọc lấy chăn nhỏ, ngoan ngoãn nằm ngủ. Đen nhánh lại trong căn phòng an tĩnh, chỉ có thể nghe được mơ hồ tiếng côn trùng kêu. Tiểu gia hỏa lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ phòng tinh, rất nhanh chú ý tới bên trong có hai viên không ngừng lấp lóe ngôi sao, nhìn đặc biệt sáng tỏ. Vãn vãn sửng sốt một chút, chợt nhịn không được cười lên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ba ba. Ma ma. Không biết vì cái gì, Nàng luôn cảm thấy trên trời kia hai ngôi sao chính là nàng Ba Ba Mụ Mụ. Một mực đang rất gần rất gần địa phương, chiếu rọi thủ hộ lấy nàng. Rất nhớ các ngươi. Tiểu Gia Hỏa yên lặng ôm chặt gấu nhỏ, có một nháy mắt thất lạc. Nhưng lại rất nhanh lắc đầu, hiểu chuyện an ủi lên chính mình. Nàng rất kiên cường, rất nghe lời. Chỉ cần biết Ba Ba Mụ Mụ một mực liền bồi bạn ở bên người, nàng liền có thể không khó qua. Chỉ là bọn hắn đến tục cùng phải bao lâu mới có thể gặp lại đâu. Vãn vãn mơ mơ màng màng ngủ mất lúc, điềm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo an tâm nụ cười. Má nó, ta liền không tin, như thế to con trong phòng chẳng lẽ liền lục soát không ra ít đồ đến hay sao? Ngô Tử Bình, Kiều Hải bọn người liên tiếp bận rộn vài ngày, nhưng Thủy chung không thu hoạch được gì, tâm tình rốt cục có chút sụp đổ. Sẽ không phải là cái kia nhỏ ngu xuẩn đang gạt chúng ta, Cha mẹ nàng căn bản liền chưa từng tới cái địa phương quỷ quái này a. À. Không đợi cái khác người mở miệng, Kiều Thắng liền thề thốt phủ nhận, không có khả năng, ngươi đều nói nàng là nhỏ ngu xuẩn, ngu xuẩn lại thế nào có thể sẽ nói láo. Nhất định là còn có cái gì chúng ta không tìm được địa phương. Hắn trên miệng an ủi những người khác, kỳ thật trong lòng mình cũng không có gì đấy. Chỗ này lão viện cứ như vậy lớn một chút địa phương, bọn hắn đào sâu ba thước tìm nhiều lần, chuột ổ cũng không biết móc mấy cái muốn thật cất giấu kim tử nghe cũng nên nghe ra tương lai hiện tại loại cục diện này chỉ có thể là nơi này căn bản liền không có đồ vật những người khác rất rõ ràng cũng ý thức được điểm ấy ngô tử bình trực tiếp quẳng trong tay khói hùng hùng hổ hổ đứng lên lãng phí không nhiều ngày như vậy thời gian thật sự là không may một đám người đều làm ầm ĩ lấy muốn đi liền nguyên bản kiên định không thay đổi muốn tìm tới bảo tàng lại đi kiều thắng cũng nhịn không được sinh lòng dao động ngay tại hắn do dự muốn hay không đáp ứng lúc, ánh mắt đột nhiên đảo qua tấm kia bị ném ở trong viện vãng vãng nải nải từng ngủ qua nát ván giường, con mắt lập tức sáng lên. Khoan hãy đi, ta hoài nghi những gia cụ này có vấn đề. Kiều Thắng nói, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên đem rìu bổ tới, kia nhìn như cứng rắn ván giường, nháy mắt liền vỡ ra một cái khe. Vừa mới chuẩn bị rời đi ngô tử bình thấy thế ngẩn người, lập tức ý thức được cái gì. Cái giường này tấm bị người từng dở trò, giống như là bị người cố ý bổ ra lại lắp ráp lên một đám người tranh nhau chen lấn đụng lên đi thuận vỡ ra khe hở tìm tòi thời gian qua một lát về sau kiều hải đột nhiên hưng phấn hô to một tiếng bên trong quả nhiên cất giấu đồ vật nhìn xem trên tay hắn tấm kia cổ xưa bản vẽ những người khác cũng không nhịn được đầy mắt kích động kiều hải vội vàng một cây đèn pin tìm được đánh lấy đèn lật xem đây là tấm bản đồ bảo tàng Phía trên đánh dấu lấy những cái kia kim tử cùng bảo tàng liền dấu ở Thao Sơn, chỉ cần thuận địa đồ tìm đi qua, chúng ta liền giàu to. Chương 136 ngoài ý muốn kinh hỉ phát hiện một khác chỗ vàng động. Thao Sơn kéo dài qua kinh thành cùng cách vách hai cái tỉnh. Khoảng cách bọn họ nơi địa phương rất có một khoảng cách. Nhưng ở ít lợi sử dụng hà, kiều gia này nhóm người không một cái ngại phiền toái, suốt đêm liền mở ra mini bút đuổi qua đi. Chỉ là đến bản địa bọn họ mới biết được, bởi vì Thao Sơn hải cất cao, lại không có nhân công khai phá quá, vẫn luôn đều ở vào cấm tiếng vào trạng thái. Kiều Thắng đám người vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, đối phụ cận không quen thuộc tìm không thấy đáng tin cậy thôn dân đến mang lộ. Liền nhất trí quyết định, vẫn là cùng phía trước giống nhau, chờ đêm khuya thời điểm trộm lưu đi vào. Thao Sơn rừng rậm trải rộng, ánh trăng bị tầng tầng lớp lớp lá cây che đậy, thấu hạ ánh sáng liền xem lộ đều có điểm miễn cưỡng này sẽ chính trực nông lịch ngày 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên. Kiều Thắng, Ngô Tử Bình đoàn người dọc theo uống lượng đường nhỏ thông thả đi trước, trong lòng tổng cảm thấy hư đến hoảng. Các ngươi nói, như vậy hẻo lánh trong núi, có thể hay không có cái gì không sạch sẽ đồ vật a? À? Tào Quỳnh Hoa mới vừa nhắc mãi một câu, đã bị Ngô Tử Bình mắt trợn trắng, hung hăng quát lớn ở. Khi đều là phong kiến mê tín, liền tính thực sự có cái gì không sạch sẽ, có tiền đều có thể xử quỷ đẩy ma, chờ lão tử tìm được địa phương dùng vàng tạp đều có thể tạp chết nó hắn lớn tiếng ồn ào cho chính mình thêm can đảm nhưng chưa nói mấy câu dưới lòng bàn chân đột nhiên giẫm không cả người đều thiếu chút nữa ngã xuống ngô tử bình sợ tới mức hét lên một tiếng vừa rồi lão thần khắp nơi bộ dáng cũng không thấy hắn liền quỳ mang bò mà hận không thể nhảy đến bên cạnh kiều thắng bối thượng đi lão tử lão tử vừa rồi rõ ràng nhìn nơi này chính là đường núi như thế nào đột nhiên liền đến huyền nhai bên cạnh, chúng ta không phải là gặp được quỷ đánh tường đi. Hắn tiếng nói hư thật sự, một cái đại lão gia nói nói đều mau khóc ra tới. Những người khác trạng thái cũng không so với hắn hảo đến nào đi. Theo bóng đêm càng ngày càng thâm, trong rừng sơn sương mù cũng càng thêm nồng hậu. Biến mất ở trong đó những cái đó tầng tầng lớp lớp bóng dáng, hoặc nhìn thận người cực kỳ. Một đám người bị dọa đến run bần bật, cũng không biết là ai hô thanh, có quỷ A, liền sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, vừa lăn vừa bò mà chạy xuống sơn. Ngàn dặm xa xôi chạy một chuyến, nửa điểm thu hoạch không có không nói, còn có vài cá nhân đem chân đều cấp té bị thương. Biết rõ vàng liền ở trước mắt, lại sợ không tới chạm vào không tư vị khó chịu cực kỳ. Kiều gia một chúng thân thích nhóm càng nghĩ càng không cam lòng, đều không muốn đại thật xa mà chạy tới một chuyến, cuối cùng lại không thu hoạch được gì trở về bọn họ liền không chuẩn vào núi quy cũ đều không rảnh lo, chuẩn bị phú quý hiểm trung cầu một phen. Ngày mai ba ngày sấn các thôn dân không chú ý, chuồng êm vào núi. Cơ hội như vậy không hảo tìm, ngô tử bình bọn họ không ăn không uống mà ở trong núi tìm cả ngày, người đều sắp tìm điên rồi. Ba ngày thời điểm trong rừng hết thảy bình thường, nhưng chờ đến chạng vạn, sương mù liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn ngập mở ra. Tào Quỳnh Hoa sợ tới mức đánh cái trung tưởng tượng đến tối hôm qua những cái đó đáng sợ trải qua càng là không có dũng khí lại đãi đi xuống này trong rừng không sạch sẽ muốn tìm các ngươi tiếp tục tìm đi ta còn là trước xuống núi đi những người khác cũng đi theo phụ họa vài tiếng lục tục ngầm sơn chỉ có ngô tử bình cùng kiều thắng hai người không làm đỏ mắt bổ nhào ngư dường như lưu tại tại chỗ phân cao thấp ngươi như thế nào còn không đi có phải hay không tưởng sấn những người khác không ở đem sở hữu vàng toàn bộ độc chiếm kiều thắng nghe vậy khinh thường mà cười lạnh một tiếng như vậy nhiều vàng ta một người sao có thể lấy đến đi ta còn sợ ngươi tìm được sơn động không cùng đoàn người nói chính mình trộm đạo nhiều lấy hai người dỗi nửa ngày ai cũng coi thường ai kết bỏ đến cuối cùng thậm chí còn đã xảy ra khóe miệng cho nhau chỉ trích nổi lên đối phương mẹ nó lão tử khinh thường ngươi thật lâu ngươi lại không họ kiều còn nghĩ tới dính chúng ta lão kiều gia quan ta là không họ kiều lại như thế nào ngươi cũng đừng quên ta mẹ cũng là kiều gia người. Vẫn là ngươi ba thân tỷ tỷ. Ta phi, cái gì thân tỷ tỷ, gã đi ra ngoài nữ nhi chính là bác đi ra ngoài thủy, lão tử là cho ngươi mặt mũi mới làm ngươi tham dự tiến vào, đừng cho mặt lại không cần. Kiều thắng mắng không thôi, một đôi màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy lệ khí, trong ốc cũng có nói thanh âm ở không ngừng kêu gào. Cùng với lo lắng ngô tử bình ở tìm được bảo tàng sau cùng hắn tranh đoạt, còn không bằng trước tiên ở nơi này giải quyết hắn cái này ý niệm vừa ra kiều thắng nháy mắt lý trí toàn vô hắn thừa dịp ngô tử bình không chú ý trực tiếp hung hăng một quyền tấu qua đi ngô tử bình thân thể cũng không chịu khống chế về phía sau ngã quỵ qua đi ngã xuống sơn theo sườn dốc một đường quay cuồng toàn bộ trong rừng rậm trong lúc nhất thời đều chỉ có thể nghe được hắn thê lương kêu thảm thiết a a a a kiều thắng mắt thấy ngô tử bình lăn tiếng một cái trong sơn động biến mất không thấy lúc này mới hậu tri hậu giác mà khôi phục vài phần lý trí ngô tử bình nếu là chết ở thao trong núi hắn tức phụ tào quỳnh hoa khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu kiều thắng nếu như bị cáo tiến mục giam có lại nhiều vàng cũng không địa phương hoa hắn sợ tới mức không nhẹ sợ ngô tử bình bị chính mình một quyền làm hại chết ở này chỗ núi sâu rừng già vội không ngừng chạy nhanh đi xuống tìm sau không thấy đáy huyệt động trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy gây mũi mùi máu tươi Ngô Tử Bình bị khái đến vỡ đầu chảy máu, hôn hảo sau một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, nhìn không được ôm đầu chửi ầm lên. Cậu nương dưỡng kiều thắng, cư nhiên dám đánh lão tử, xem lão tử đi ra ngoài như thế nào lộng chết hắn. Nhưng hiện tại quan trọng nhất, vẫn là từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Ngô Tử Bình hung tợn mà phun ra khẩu nước miếng, vừa định muốn theo con đường từng đi qua bò lại trên mặt đất đi. Lại không nghĩ nương bên ngoài cửa động quan vừa thấy thế nhưng phát hiện hắn vừa rồi rơi xuống khi không cẩn thận chạm vào cơ quan, này sẽ chung quanh khắp nơi đều có vàng. Ngô Tử Bình cả người trực tiếp điên rồi, như là nhìn đến đại bảo bối dường như ôm một đống lớn vàng ở trong ngực, lại khóc lại cười mà thân cái không ngừng. Vàng, thật nhiều vàng, ta Ngô Tử Bình muốn phát tài. Còn ở bên ngoài Kiều Thắng cảm thấy trong sơn động quá mức nguy hiểm, còn ở do dự mà muốn hay không đi vào cứu người khi. Lại đột nhiên nghe được bên trong Ngô Tử Bình hoang hô thanh âm hắn biểu tình tức khắc thay đổi khống chế không được mà đi theo nở nụ cười không nghĩ tới cho ngô tử bình một quyền còn thu hoạch ngoài ý muốn chi hỉ thật sự làm cho bọn họ tìm được rồi vàng kiều thắng nửa điểm không dám trì hoãn vội vàng cầm đèn pin hướng phía dưới chiếu tình huống như thế nào có thể thấy rõ ràng sao có đèn pin ánh sáng ngô tử bình nháy mắt phát hiện vừa rồi chưa từng chú ý tới chi tiết này trên tường như thế nào còn có khắc tự Siêu siêu vẹo vẹo cùng con kiến bò dường như, này tự. Hình như là oa văn. Chương 137 này đôi vàng không phải vãng vãng trong nhà. Ngô tử bình theo trên mặt đất khô cạn nhiều năm vết máu, một đường sờ soạn hướng trong sơn động bò, càng xem trong lòng càng chắc chắn, này khắp nơi hoàng kim khẳng định cùng vãng vãng nải nải không có quan hệ. Xem bộ dáng này, đảo như là oa quốc năm đó chiến bại đầu hàng, rút lui thời điểm vô pháp mang đi, chỉ có thể tìm địa phương giấu đi những cái đó vàng bạc tài vật. Mẹ nó, đám kia đáng chết qua quốc tiểu quỷ tử. Ngô Tử Bình càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, trong miệng càng là mắng cái không ngừng. Đảo không phải hắn có bao nhiêu ái quốc, hắn sinh ra chính là cái không tố chất người. Hắn chỉ là nhớ thương này đó thiếu chút nữa bị oa quốc người cướp đi vàng thôi. Mặt trên, Kiều Thắng ý đồ đi phía trước đi rồi vài bước, nhưng là hắn sợ chính mình đi xuống cũng thượng không tới lúc này mới hướng về phía phía dưới hô vài tiếng. Ngô Tử Bình, người muốn còn sống liền ứng một tiếng. Ngô Tử Bình đắm chìm ở tìm được vàng mừng như điên trung, trực tiếp xem nhẹ rất kiều thắng thanh âm. Hắn cả người nằm thẳng ở vàng đôi thượng, như là bơi lội dường như phủi đi cánh tay chân. Trên mặt biểu tình vẻ mặt mê huyễn, phản phất chỉ cần có vàng, ngay cả ngã xuống miệng vết thương đều không cảm thấy đau. Hưởng thụ hơn nửa ngày, hắn lúc này mới phản ứng lại đây bằng vào chính mình một người ra không được lúc này mới nhớ tới kiều thắng tới cái này huyệt động là ngô tử bình trước phát hiện cơ quan cũng là hắn kích phát hắn cảm thấy này đó vàng thượng liền cùng viết tên của hắn giống nhau chỉ có hắn mới có được tuyệt đối chi phối quyền vừa nhớ tới vừa rồi kiều thắng lời nói ngô tử bình lúc này mới cảm thấy hung hăng dương mi thổ khí một phen mẹ nó gã đi ra ngoài hắn không tư cách họ kiều lại như thế nào này đó vàng còn không phải hắn một người, chỉ có hắn mới có tư cách phân cho người khác. Quy, Kiều Thắng, ngươi nếu là hiện tại kéo ta đi lên, nhiều như vậy vàng, ta còn là có thể suy xét miễn cưỡng phân cho ngươi một chút. Đang chuẩn bị nghĩ cách hạ hố nhìn xem Kiều Thắng, vừa nghe lời này nháy mắt liền không nhúc nhích. Phân một chút vàng cho hắn. Ngô Tử Bình cho rằng chính mình là thứ gì, đều sắp chết ở chỗ này, cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo. Kiều Thắng thần sắc lập lòe không chừng, vừa rồi thật vất vả mới áp lực đi xuống những cái đó thô bạo cảm xúc, ở ít lợi kích động hạ, lại lần nữa điên trướng lên. Nơi này chỉ có hắn cùng Ngô Tử Bình hai người, muốn thật so đo lên này sơn động cũng là bọn họ hai người cùng nhau phát hiện, hắn dựa vào cái gì muốn nghe Ngô Tử Bình chỉ huy. Không, không đúng, hắn dựa vào cái gì muốn đem vàng phân cho hắn. Kiều Thắng chậm rãi nắm chặt tay, một đôi mắt hồng đến như là có thể tích xúc huyết tới hắn cúi đầu nhìn chầm chầm một mình nằm ở hố sâu, ông đầy cõi lòng vàng ngô tử bình. Sau một lúc lâu, Kiều Thắng đột nhiên xoay người, hướng về tương phản phương hướng đi đến. Ngô tử bình bị Kiều Thắng vừa rồi ánh mắt hoảng sợ, lại thấy hắn quay đầu muốn chạy, còn tưởng rằng hắn không muốn cứu chính mình, tức khắc không nhịn xuống sợ tới mức mắng to lên. Kiều Thắng, mẹ nó, ngươi nên không phải là tưởng ném xuống lão tử mặt kệ đi. Tin hay không ta đi lên lúc sau dùng vàng tạp chết ngươi. Tìm được vàng tình cảm mãnh liệt rút đi, dư lại chính là kinh hoảng cùng sợ hãi. Ngô Tử Bình nhịn không được sợ hãi, cố nén trên đầu truyền đến đau nhức, phóng mềm ngữ khí nói: "Một nửa, ta phân ngươi một nửa tổng được rồi đi." Trầm trọng tiếng thở dốc ở trong sơn động quanh quẩn, liền ở hắn có chút tâm sinh tuyệt vọng thời điểm, một cái dây thường đột nhiên từ hố sâu mặt trên ném xuống dưới. Ngô Tử Bình nhìn không tới kiều thắng mặt, chỉ có thể nghe hắn trầm giọng nói: Ngươi trước trói cái vàng đi lên, ta nhìn xem có phải hay không thật sự. Hắn trong lòng vui vẻ, sợ động tác chậm chọc đến kiều thắng lại ném xuống hắn mặt kệ. Vội vàng từ bên cạnh trên mặt đất nhặt lên mấy đại khối vàng cột vào dây thường thường, làm kiều thắng túng đi lên. Ngươi cứ việc xem, cái này mặt có rất nhiều vàng, ngươi muốn nhìn nhiều ít đều được. Kiều thắng trầm mặt một lát, lại đột nhiên si mê mà cười một tiếng. Quả nhiên là vàng, hơn nữa tính chất còn đặc biệt thuần. Ngô Tử Bình nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, một bên năng nỉ kiều thắng mau chóng xuống dưới cứu hắn đồng thời, một bên cũng ở trong lòng ma ma liệt liệt mà nghĩ. Cẩu đồ vật, đem hắn đánh đến thảm như vậy còn dám cùng hắn muốn vàng. Chờ hắn đi ra ngoài liền nghĩ cách lừa dối qua đi, chờ nửa đêm thời điểm lại đơn độc mướn người vào núi, đêm này đó vàng toàn bộ độc chiếm. Nghĩ đến đây, ngô tử bình lòng tràn đầy mừng thầm đến độ sắp cười ra hoa tới. Kiều Thắng, ngươi còn thất thần làm gì, mau nghĩ cách đem ta cứu đi lên a hố sâu mặt trên không có động tĩnh có thể nghe được chỉ có từng đợt kéo túng thanh ngô tử bình trên mặt tươi cười một ngưng trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần dự cảm bất tường sợ đến thanh âm đều có điểm rung lên ta không cần vàng tất cả đều cho ngươi kiều thắng cầu ngươi đem ta kéo lên đi được chưa kiều thắng như cũ không hé răng chỉ là mặt vô biểu tình mà bế lên một cục đá lớn hướng về phía hố sâu phía dưới hung hăng mà tạp đi xuống hẹp hòi hố sâu vốn dĩ liền không nhiều ít địa phương ngô tử bình liền tránh né địa phương đều không có chỉ có thể vững chắc mà ăn lần này hắn vốn dĩ đã bị khái đến vỡ đầu chảy máu cái này càng là thương càng thêm thương một trương miệng chính là một mồm to huyết phun ra kiều thắng ta sai rồi ta thật sự biết sai rồi chỉ cần ngươi đừng lại tạp cục đá làm ta thế nào đều được ta nhi tử còn nhỏ không thể không có ba a kiều thắng đã hoàn toàn không có lý trí trong ốc chỉ còn lại có một thanh âm ở không ngừng điên cuồng kêu gào. Giết ngô tử bình, độc chiếm sở hữu vàng. Hắn hai mắt thất tiêu, không ngừng mà lặp lại bế lên cục đá hung hăng nện xuống đi động tác. Như vậy không muốn sống hành động hiển nhiên đem ngô tử bình lăn lộn đến không nhẹ. Không đến vài phút thời gian, kia thảm thiết tiếng kêu cùng sinh tha thanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Đại buổi tối, trong núi an tĩnh đến đáng sợ, mơ hồ chỉ có thể nghe thấy kiều thắng thô nặng tiếng hít thở. Hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn hố sâu phía dưới dính lên huyết vàng, sợ tới mức cả người đều có điểm chân mềm, vừa lăn vừa bò mà hướng phía ngoài chạy đi. Ta, ta cư nhiên giết ngô tử bình. Chương 138 không thể đem vãn vãn một người ném xuống. Kiều thắng bị chính mình hành vi sợ tới mức sắc mặt trắng bệt, một đường gập ghềnh mà hướng dưới chân núi trốn khi, còn không cẩn thận quăng ngã vài hạ, che lại ẩn ẩn làm đau mắt cá chân, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn thuận thế lấy cục đá, đột nhiên đem chính mình chân cũng tạp xuất huyết, ngụy trang thành bị trọng thương bộ dáng. Dưới chân núi, kiều gia đám kia thân thích quả nhiên không bỏ được đi, còn ở phụ cận bồi hồi. Kiều thắng ánh mắt cứng đờ, giả vờ sắc mặt hôi bại, khập khiển về phía bọn họ đi đến. Này Sơn có vấn đề, ta xem chúng ta vẫn là đi nhanh đi còn lại người đối kiều thắng nói bán tính bán nghi, thấy chỉ có hắn một cái xuống dưới, liền dò hỏi, Ngô Tử Bình không phải cùng ngươi ở một khối sao, hắn như thế nào không xuống dưới. Kiều Thắng bóp chặt lòng bàn tay, hảo sau một lúc lâu mới thốt ra một giọt nước mắt tới, dùng bất đắc dĩ ngữ khí thấp giọng nói. Trên núi ánh sáng quá hắt, ta cùng Ngô Tử Bình thấy không rõ lộ, xuống núi thời điểm không cẩn thận ngã xuống huyền nhai, ta trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại thời điểm liền phát hiện tìm không thấy người khác vì làm chính mình nói nghe tới càng thêm có thể tin hắn còn nói nổi lên đêm qua sự tối hôm qua lên núi thời điểm các ngươi không phải cũng thấy được sao này trong núi còn có quỷ đánh tường quá tà môn chúng ta vẫn là đi nhanh đi những người khác còn có thể làm được sự không liên quan mình nhưng tào quỳnh hoa nghe xong kiều thắng nói lại là nháy mắt liền hỏng mất không không có khả năng ta đi thời điểm ngô tử bình còn hảo hảo sao có thể đột nhiên liền mất tích nàng là gia đình bà chủ ngày thường trong nhà sở hữu thu vào đều chỉ dựa vào ngô tử bình một người đương gia nếu là không có làm nàng cùng nàng nhi tử nên như thế nào sống tào quỳnh hoa nói liền hướng trên núi đi muốn tự mình trở về núi đi tìm người ta không tin ta nam nhân nhất định cũng là quan ngã ở chỗ nào té xỉu ta đây liền đi lên tìm hắn trở về không đợi đi ra vài bước kiều thắng đột nhiên đem tào quỳnh hoa ngăn cản xuống dưới âm trắc trắc chất vấn nói cứ tới lúc sau đâu chẳng lẽ ngươi còn tưởng báo nguy không thành? Không báo nguy làm gì? Chờ đến ngày mai, hắn thi thể đều đến lạnh thấu. Tào Quỳnh Hoa tức muốn học máu mà một cái tác ném ở hắn trên mặt, kiều thắng, nhà ta lão ngô tốt xấu cũng coi như là ngươi ca, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ này không thành? Kiều Thắng bị quăng một cái tác cũng không tức giận, chỉ là dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh quay hàm. Báo nguy có thể, nhưng ngươi đừng quên chúng ta tới nơi này là đang làm gì. Nếu là làm mặt trên người đã biết thao sơn cất giấu đại lượng vàng, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ngồi yên không nhìn đến, tùy ý chúng ta lấy đi. Chạm đến đến chính mình ít lợi, những người khác cũng ngồi không yên, sôi nổi đứng ra chỉ trích uy hiếp Tào Quỳnh Hoa. Ngươi ngẫm lại rõ ràng, chuyện này muốn thật nháo lớn, không chỉ có vàng đến không có, chúng ta những người này cũng đều là tòng phạm, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn. Ta xem ngươi là muốn ăn lao cơm. Tào Quỳnh Hoa lại không cam lòng, này sẽ cũng chỉ đến đáp ứng xuống dưới. Chỉ là nàng nhìn Kiều Thắng kéo thương chân tập tỉnh rời đi bóng dáng, tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Đại thật xa chạy tranh thao sơn, một chút chỗ tốt không vớt được không nói, còn tổn thất cái ngô tử bình. Trên đường trở về, tất cả mọi người bởi vậy không có gì tinh thần. Kiều Thắng tuy rằng bị thương chân, nhưng bởi vì này nhóm người bên trong chỉ có hắn một cái có bằng lái, chỉ có thể miễn cưỡng băng bó miệng vết thương lái xe đem bọn họ đưa về nhà. Cũng may hắn xuống tay khi có chừng mực, đánh chính mình, bị thương cũng không trọng. Dọc theo đường đi hắn đều kiệt lực giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng tới. Nhưng chờ về đến nhà lúc sau, Kiều Thắng lại vẫn là trước tiên trực tiếp khóa trái thượng viện môn. Lão bà, quân nhã, mau tỉnh lại. Nhậm quân nhã lăn lộn một ngày đều mau mệt hôn mê, này sẽ ngủ đến gắt gao, bò đều bò không đứng dậy nàng trong mộng đều là bị trương gia kia hai cái lão đông tây buộc hầu hạ vãng vãng, cùng cái rửa chân tỳ dường như. Nàng nghe xong Kiều Thắng nói không chỉ có không có tỉnh lại, ngược lại còn rung lập cập, trong miệng lẩm bẩm nói nói mớ. Đừng mắng đừng mắng, ta hiện tại liền quỳ xuống, cấp vãn vãn rửa chân. Kiều Thắng không kiên nhẫn mặt cho quân nhã hồ ngôn loạn ngữ đi xuống, trực tiếp đè nặng tiếng nói đem nàng mắng tỉnh. Ngủ ngủ ngủ, liền biết ngủ, thật không biết ở trong nhà mang cái hài tử có cái gì mệt hắn một bên đem rương hành lý lấy ra tới lung tung tắt đồ vật một bên vội vàng nói ngươi nhanh lên thay quần áo ta đã phát hiện tàn vàng địa phương chúng ta hiện tại liền đi toàn bộ dọn về tới nhậm quân nhã bị đánh thức vốn đang có điểm không rất cao hứng vừa nghe đến vàng lại là nháy mắt liền tới kính thình thịch nhảy đến trên mặt đất nhặt lên quần áo liền hướng trên người bộ còn không quên thuận miệng quan tâm kiều thắng vài câu trên người của ngươi thương là chuyện như thế nào, tàn vàng địa phương rất nguy hiểm. Kiều Thắng đầu tiên là ấp úng một câu, thấy thật sự không thể gạt được nàng, liền hạ quyết tâm đem hôm nay ở Thao Sơn phát sinh sự đại khái giảng thuật một lần. Không nghĩ tới hắn ngày thường nhìn thành thật, tự nhiên còn có lá gan giết người. Nhậm quân nhã bị hung hăng hoảng sợ, nhưng thực mau lại ổn hạ tâm thần, cười khen nói. Ngươi làm rất đúng, đối mặt ngô tử bình cái loại này người vốn dĩ liền không thể mềm lòng, ta dám cam đoan, hôm nay ngã xuống nếu là ngươi, Ngô Tử Bình khẳng định cũng sẽ lựa chọn không chút do dự giết chết ngươi, sau đó độc chiếm vàng. Bị nàng an ủi vài câu, Kiều Thắng nháy mắt cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều, liền cuối cùng còn sót lại một chút lương tâm đều vứt bỏ, thậm chí còn đúng lý hợp tình lên. Còn phải là ta tức phụ, đầu óc chính là hảo sử. Thấy tiền sáng mắt hai vợ chồng nhìn nhau cười, lại nắm chặt thời gian chuẩn bị tốt các loại công cụ, tưởng suốt đêm cầm vàng rời đi kinh thành, lại nghĩ cách đem những cái đó vàng tiêu hóa rớt. Đang chuẩn bị muốn xuất phát thời điểm, nhậm quân nhã đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trong thôn những cái đó thôn ủy gần nhất không biết trừ cái gì phong, vẫn luôn trọng điểm chú ý chúng ta không nói, còn cả ngày ở nhà ta bên ngoài ngồi canh giám thị, nếu là chỉ để lại vãng vãng một người, bị bọn họ phát hiện chúng ta không ở, bọn họ khẳng định sẽ lập tức tìm chúng ta. Như vậy thật là quá cao điệu. Kiều Thắng cũng có chút banh không được, hơn nữa vàng nhiều như vậy, cầm quá thấy được, nếu là khiến cho người khác chú ý liền không xong. Hai người lâm vào trầm tư, rối rắm hơn nửa ngày mới quyết định thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm. Trước suốt đêm chạy đến Thao Sơn, lấy một bộ phận vàng trở về cất giấu. Chờ tàn đến không sai biệt lắm, lại lục tục chuyển dời đến nơi khác đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian xuất phát đi. Vì vàng, Kiều Thắng cũng coi như là đem chính mình mệnh đều cấp đua thượng, mang theo thương liên tục khai một đêm xe, đều nửa điểm không mang theo mệt. Mini bút phát động khi ồn ào chân ga tiếng gầm rú, đem trong lúc ngủ mơ vãn vãn cấp đánh thức. Nàng bước cẳng chân, cột 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 mà từ trên giường chạy xuống tới. Tiểu nãi đoàn tử ghé vào trên cửa sổ nhìn Kiều Thắng cùng nhậm quân nhã lái xe rời đi bóng dáng, nho nhỏ trên mặt tràn đầy khó hiểu. Chương 139 đem bọn họ cử báo lên rồi. Kiều thắng gia trụ đến thiên, liền tính lăn lộn ra động tỉnh lại đại cũng không vài người có thể nghe được đến. Tiểu gia hỏa tả hữu nhìn nửa ngày, đều không thấy có người lại đây. Nàng chỉ có thể mê mang mà xoa xoa mắt to, mềm như bông mà ngáp một cái, nằm trở lại trên giường lại ngủ. Một giấc này, vãn vãn ngủ thật sự hương thực ngọt, thậm chí còn đã lâu mà mơ thấy ba ba mụ mụ. Trong khoảng thời gian này tới nay, tiểu nải bảo vẫn luôn đều thực kiên cường, ngày thường cũng không xảo không nháo. Chỉ là nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chợt vừa thấy đến tưởng niệm đến cực điểm ba ba mụ mụ. Cho dù là ở trong mộng đều nhịn không được nức nở khóc thành tiếng tới. Ba ba, ma ma. Đi đâu, vì cái gì? Không mang theo vãng vãng. Nước mắt một chảy ra tới liền như thế nào ngăn đều ngăn không được, tiểu gia hỏa thân mình không ngừng run rẩy. Chớp mắt công phu, đều sắp khóc thành cái lệ nhân mụ mụ đau lòng mà đem vãn vãn ôm vào trong ngực, giống vô số lần hống ngủ khi như vậy, từng cái mà vỗ nhẹ nàng nho nhỏ thân mình. Vãn vãn không khóc, ba ba mụ mụ lần này đi một cái rất xa địa phương, là một cái không thể mang vãn vãn cùng nhau tới địa phương. Ba ba đem hai mẹ con cùng ôm vào trong ngực, nhìn về phía các nàng ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng tình yêu. Vãn vãn phải kiên cường, tuy rằng ba ba mụ mụ không trở lại, nhưng là không cần sợ hãi, sẽ có người tới thay thế chúng ta ái ngươi. Vãn vãn rộng mở ngẩng đầu lên xem hắn, tiểu nãi đoàn tử khóc đến độ có chút đánh cách, lại vẫn là run rẩy tiểu nãi âm không ngừng cầu xin. Không cần, không cần người khác. Ô ô, vãn vãn. Chỉ nghĩ muốn ba ba mụ mụ. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mà vương tay nhỏ, kiệt lực mà muốn bắt lấy ba ba mụ mụ. Nhưng bọn họ chỉ là đứng ở tại chỗ, dùng một loại thương tiếc lại ánh mắt đau thương lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, sau đó càng ngày càng xa. Vãn vãn tay nhỏ rơi vào khoảng không, nàng nhìn trước mắt trắng xóa một mảnh sương mù, bất lực lại ủy khuất mà ngã ngồi trên mặt đất, sinh béo khí. Chính là, nàng không biết ba ba mụ mụ nói người kia là ai nha. Chờ đến từ trong mộng tỉnh táo lại khi, vãn vãn hốc mắt cùng cái mũi nhỏ khóc đến hồng toàn bộ, trên má còn treo muốn rơi lại chưa rơi nước mắt. Ba ba ma ma. Tiểu gia hỏa nhìn trước mặt trống vắng lại xa lạ phòng, yên lặng mà ôm chặt trong lòng ngực mụ mụ đưa tiểu hùng. Nàng biết kiều thắng cùng nhậm quân nhã không ở, liền ngoan ngoãn mà cuộn tròn ở trên giường không có nhúc nhích, muốn chờ bọn họ trở về. Chỉ là khóc một đêm thể lực tiêu hao quá lớn, tiểu nãi đoàn tử ngồi không một hồi, bụng liền ụt ụt mà đánh lên cổ tới. Đói đói. Vãn vãng sờ sờ bụng nhỏ, chính mình từ trên giường bò xuống dưới, ở trong phòng tìm một vòng nàng xác nhận không có người sau, lại chính mình chạy tới phòng bếp, nhưng lay một vòng cũng không tìm được bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Đang có chút chân tay luống cuốn mà sững sờ ở trong phòng khách khi, nàng đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến quen thuộc thanh âm. Vãn vãn, hôm nay như thế nào đã trễ thế này còn không có mở cửa nha, trương gia gia trương nải nải tới xem ngươi lạp. Tiểu gia hỏa nguyên bản quể oải mất mắt ánh mắt nháy mắt nhiễm một mặt sáng lấp lánh thần thái, ngoan ngoãn mà chính mình chạy tới dọn điều băng ghế lại đây, dẫm lên mở ra cửa phòng. Gia Gia Lai Lai Tiểu cô nương vóc dáng còn không có băng ghế cao đâu, trương lão thái thái cách môn nhìn nàng dẫu môn nhỏ, hự hự dọn đến thập phần cố sức bộ dáng, trong lòng lại là sốt ruột lại là đau lòng. Vãn vãng, ngươi như thế nào chính mình một người ở nhà nha, ngươi thẩm thẩm không hảo hảo chiếu cố ngươi, lại chạy đến đi đâu vậy? vãn vãn cách lan can nhào vào hai vị lão nhân ấm áp trong ngực, nâng lên bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tới, hướng bọn họ mềm mại cười. Tối hôm qua, ra cửa, tiểu gia hỏa miêu tả đến không rõ lắm, nhị lão cũng nghe đến mơ mơ màng màng. Chỉ mơ hồ suy đoán đến nhận chức quân nhã có việc tối hôm qua đi ra ngoài. Trương lão gia tử nguyên bản liền chướng mắt nhậm quân nhã kia phó không đáng tin cậy bộ dáng, biết được việc này sau trong lòng càng khí. Như vậy đại cá nhân, cũng không biết là như thế nào làm việc, đem như vậy điểm hài tử chính mình lưu tại trong nhà, vạn nhất ra điểm sự làm sao bây giờ. May là chúng ta vãn vãn ngoan. Trương lão thái thái cũng là thẳng thở dài, cuối cùng lại đem vãn vãn ôm được ngay chút, ôm nhu hỏi nàng. Này đều chính điểm nhiều, ngoan ngoãn ăn cơm sáng không có nha. Vãn vãn còn chưa nói lời nói, bụng nhỏ liền trước chính mình đánh lên cổ tới. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thẹn thùng mà nắm trương lão thái thái tay, mềm mại mà làm nũng đói đói tiểu hài tử đều nhạy bén thật sự biết ai đối nàng hảo ai đối nàng không tốt ngày thường tiểu cô nương cùng nhậm quân nhã ở một khối thời điểm khẩn trương đến không được là chưa bao giờ sẽ như vậy nhị lão trong lòng cùng gương sáng dường như nhưng dù sao cũng là nhà người khác gia sự bọn họ chính là quản cũng không thể quá phận chỉ là làm như vậy tiểu nhân hài tử chính mình đãi ở trong nhà tổng không gọi chuyện này càng đừng nói vãn vãn liền cơm đều ăn không được. Trương lão gia tử cùng trương lão thái thái đều là lấy nàng đương nhà mình thân cháu gái đối đãi nơi nào xem đến cái này. Hai người bọn họ lập tức liền chỉ huy tiểu gia hỏa đem trong viện hàng rào sắt mở ra, đem nàng ôm lên mang theo đi ra ngoài. Chúng ta không đợi, nãy nãy mang vãn vãn về nhà ăn ngon, được không? Tiểu gia hỏa quay đầu lại nhìn mắt Kiều Thắng Gia, theo sau không chút do dự điểm điểm đầu nhỏ. Hảo! vãn vãn hiện tại ở trương gia đãi ngộ, thậm chí viễn siêu thân cháu ngoại vương mau mau. Trương lão thái thái đem chính mình mua nguyên liệu nấu ăn tất cả đều đem ra, cấp vãn vãn làm các loại ăn ngon. Tiểu gia hỏa ngoan đến không được, đặc biệt hảo mang. Mặc kệ đi đến nào đều cùng cái cái đuôi nhỏ dường như đi theo người mặt sau, thậm chí còn sẽ chủ động đưa ra tưởng hỗ trợ. Chờ đến giữa trưa đem vãn vãn hống ngủ lúc sau, trương lão thái thái nhìn nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, đáy mắt yêu thương đều mau nùng đến hóa ra tới. Vẫn là cháu gái hảo A à, đáng tiếc ta chỉ có cái tôn tử. Kỳ thật lão thái thái chính mình trong lòng cũng rõ ràng, thảo hỷ trước nay đều không phải giới tính, nàng chỉ là đánh tâm nhãn thích vãn vãn cái này tiểu cô nương thôi. Vừa nhớ tới vừa rồi tiểu gia hỏa ăn cơm thời điểm, lượng cơm ăn tiểu nhân cùng miêu thực dường như, trương lão thái thái liền cảm thấy đau lòng đến không được. Nàng thở dài, thấp vãn vãn dịch dịch chăng mới vừa đứng dậy ra nhà ở. Liền nhìn đến trương lão gia tử từ bên ngoài trở về, sụ mặt cùng nàng nói. Ta mới từ thôn ủy trở về, đã đem kiều gia việc này hướng mặt trên cử báo phản ứng. Không hảo hảo chiếu cố hài tử cũng không phải là việc nhỏ, là xúc phạm, trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. Việc này nói cái gì cũng đến tìm bọn họ hảo hảo nói chuyện. Chương 140 đại bảo muốn đi xem vương mau mau, tân muội muội lão gia tử đã rất nhiều năm không khí thành như vậy qua trương lão thái thái thấy thế vội vàng cho hắn xuống dần áp dược ngươi cũng đừng tức giận thật sự không được ta liền đuổi kịp mặt xin một chút tước đoạt kiều thắng gia hai vợ chồng nuôi nấn quyền lại cấp vãn vãn khác tìm ba mẹ trương lão gia tử tâm tư khẽ nhúc nhích nhưng thực mau lại đánh mất cái này ý niệm dưỡng hài tử cũng không phải là việc nhỏ không nói đến xử lý thủ tục có bao nhiêu phiền toái chúng ta trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chọn người thích hợp bọn họ hai vợ chồng già nhưng thật ra thích vãng vãng, nhưng đầu tiên tuổi tác thượng liền không thích hợp, nếu là muốn cho khuê nữ nhận nuôi, cũng đến suy xét hạ con rể cảm thụ. Ta cũng chính là thuận miệng vừa nói. Trương lão thái thái cũng minh bạch chuyện này muốn thật xử lý lên không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thể tạm thời ấn xuống không đề cập tới. Chờ trong thôn cùng Kiều thắng gia hai miệng nói xong lời nói, xem bọn hắn thái độ rồi nói sau. Hai lão mới vừa trò chuyện vài câu, trong phòng khách máy bàn liền vang lên. Trương lão thái thái sợ đánh thức vãng vãng, vội vàng đi qua đi tiếp lên, nghe thấy là cháu ngoại đánh trở về điện thoại, tức khắc hiền từ mà nở nụ cười. Mau mau, mẹ ngươi khi nào mang ngươi hồi bà ngoại gia tới chơi a? À? Vương mau mau cùng ông ngoại bà ngoại chào hỏi, liền hưng phấn nói. Ta cùng ta mẹ nói tốt, chờ cuối tuần liền qua đi. Bà ngoại, đến lúc đó ta còn muốn mang ba cái tiểu đồng bọn cùng nhau qua đi chơi, dẫn bọn hắn cùng đi trích quả đào khó được thấy vương mau mau có quan hệ tốt như vậy bằng hữu trương lão thái thái lại là cái thích náo nhiệt lập tức vui vẻ đến liên thanh ứng hảo đương nhiên được rồi đến lúc đó bà ngoại cho các ngươi làm tốt ăn hảo hảo chiêu đãi ngươi tiểu đồng bọn qua wow, cảm ơn bà ngoại tưởng tượng đến sắp đến vui sướng cuối tuần vương mau mau cũng chờ mong đến không được đến lúc đó chúng ta còn có thể mang theo vãn vãn cùng đi chơi chúng ta phía trước ước hảo Trương lão thái thái biết vãn vãn cùng nhà mình cháu ngoại quan hệ hảo, tự nhiên ước gì bọn họ có thể nhiều ở chung một hồi. Đến nỗi nhậm quân nhã bên kia, nàng cũng không phải không suy xét quá. Nhưng xem tình huống này, nhậm quân nhã đừng nói ngại trương gia nhiều chuyện, nàng sợ là ước gì có người thế nàng xem hài tử. Tưởng tượng đến nơi đây, nhị lão liền bất đắc dĩ mà thẳng thở dài, cùng vương mau mau làm tốt ước định lúc sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại chờ đến trương huệ lan biết việc này thời điểm vương mau mau đều đã bắt đầu thu xếp khởi cuối tuần muốn mang về bà ngoại gia chơi món đồ chơi cái này quả cầu có thể mang theo cùng đại gia cùng nhau chơi đúng rồi đúng rồi lần trước ba ba mua cho ta tiểu ô tô vẫn là tân đâu vừa lúc đưa cho vãn vãn chơi cũng không biết nàng có thể hay không thích tiểu béo đôn buồn rầu mà nhăn nheo khuôn mặt nhỏ đem trương huệ lan xem đến là vừa tức giận vừa buồn cười người đứa nhỏ này còn không có cùng ngươi dạng dạng gì thương lượng quá đâu, sao có thể tự tiện làm quyết định. Chúng ta nếu là đơn độc đem tiểu giả họa họa mang về thôn, nhân gia gia trưởng nhiều không yên tâm a. À. Khi làm sao bây giờ? Vương mau mau khí cổ mặt, nhưng thực mau lại có tân chủ ý. Nếu không thể đơn độc đem tiểu giả họa họa mang đi, chúng ta đây kêu dạng dạng gì cũng một khối đi sao? Nói, hắn một xoa tiểu béo eo liền phải tìm nam dạng đi. Ra cửa thời điểm, còn không quên đem trương huệ lan cấp tiện thể mang theo trương huệ lan lấy nhà mình nhi tử không có cách tới rồi lục gia sau chỉ có thể đem sự tình trải qua thuật lại một lần bất đắc dĩ nói tiểu hài tử không hiểu chuyện hạt hồ nháo mau mau hắn bà ngoại gia rất xa dạng dạng ngươi nếu là không yên tâm không đi cũng đúng nam dạng không vội vã làm quyết định cười hướng đại bảo tiểu bảo vẫy vẫy tay ôm nhu hỏi bọn họ thế nào các ngươi muốn đi cùng mau mau cùng nhau chơi sao Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, dùng sức điểm đầu nhỏ. Muốn đi. Đại bảo còn đặt ngạo kiều mà hừ một tiếng, ta cùng vương mau mau ước hảo, muốn đi xem hắn cái kia tân muội muội. Ba cái tiểu manh bảo ghé vào một khối, đồng thời phủng khuôn mặt nhỏ, hướng nam dạng chớp đôi mắt, ánh mắt sáng lấp lánh mà hướng nàng làm nũng. Đi sao đi sao. Khó được thấy hai đứa nhỏ như vậy cảm thấy hứng thú, hơn nửa thời gian cũng chính thích hợp, liền ở quốc yến sau một ngày, nam dạng đến lúc đó liền vội xong rồi có thể rút ra nhàn rỗi tới nàng cũng điểm động tâm tư nhưng lại có chút do dự xa nhưng thật ra không sao cả chỉ là ta còn muốn tìm người sợ trừu không ra thân tới cho dù lại như thế nào vội nam dạng cũng không có từ bỏ quá tìm người sự trải qua nàng kiên trì không ngừng nỗ lực cùng những người khác trợ giúp bệnh viện bên kia góp nhặt không ít tin tức đã tìm được vài cái cùng bức họa thập phần tương tự nữ hài tử ra tới Nam dạng vừa mới mới đi xem qua, tuy rằng này đó đều không phải nàng người muốn tìm. Nhưng nàng cũng không muốn từ bỏ, sợ chính mình một cái sơ sẩy, liền bỏ lỡ hữu dụng manh mối. Nam dạng lần này tìm người trận trượng không nhỏ, nam gia ngay cả nam một đều tham dự vào được. Trương Huệ Lan thấy nàng cảm xúc như vậy căng chặt, nhìn không được khuyên nhủ. Tìm người không phải một ngày hai ngày là có thể hành, đừng đem chính mình bức cho thật chặt, vẫn là đến thích hợp thả lỏng một chút mới được vương mau mau cũng đi theo mụ mụ cùng nhau thay phiên khuyên bảo. Dạng dạng gì, ta bà ngoại gia thôn ngươi còn không có đi tìm đâu, ngươi đi xem sao, nói không chừng người muốn tìm liền ở nơi đó nga. Nam dạng hỏi Trương Huệ Lan nhà mẹ để thôn danh, lại đi theo bút ký cùng bản đồ thẩm tra đối chiếu một lần, khoảng cách nội thành khá xa. Nàng cũng không đành lòng cô phụ đại bảo tiểu bảo chờ mong, liền nhã ra nói. Chờ ta cùng ta mẹ thương lượng hạ, nhìn xem nàng ngày nào đó đến lượt nghỉ đến lúc đó làm ta mẹ mang theo đại bảo cùng tiểu bảo đi như vậy ta bên này cũng sẽ không chậm trễ trương huệ lan cùng vương mau mau liếc nhau đều nhịn không được cười rộ lên khi chúng ta liền nói như vậy hảo đến lúc đó ta tới hảo hảo chuẩn bị một chút ở trong nhà đều mau nhàn ra thí tới nhàm chán được đến chỗ đi bộ nam một vừa vào cửa vừa vặn đem nam dạng cùng trương huệ lan đối thoại cấp nghe xong vừa vặn nam một lập tức một phách bộ ngực lời thề son sắc nói không cần chờ mẹ nghỉ ngơi tìm người sự giao cho ta tới tỷ ngươi yên tâm đi là được